Chương 3658, nơi đi của Lang Phá Thiên. Chào thủ trưởng. Tất cả quân quan đều đồng thanh chào. Các đồng chí vất vả rồi. La Thành Khải phất tay, vẻ mặt tươi cười. Vì nhân dân phục vụ. Các quân quan lại hô. Sau đó bắt đầu tiến hành nghi thức tuyên bố, Trấn Trung Lương và Kiều Thế Hào lần lượt đọc tuyên ngôn nhậm chức. Còn bốn người Diệp Phàm, Tây Môn Đông Hồng và Phó Tư lệnh quân khu lĩnh Nam Lôi Thiết Đông, Kế Vĩnh Viễn được mời lên ngồi vị trí chủ tịch. Còn các thiếu tướng như Lang Phá Thiên, Trương Cường thì chỉ có thể thiệt thòi ngồi xem ở hàng ghế đầu. Tiếp theo mời cố vấn Diệp chỉ thị cho chúng tôi. Không ngờ Mai Trường Phong lại ra chiêu này. Ha ha ha, Tư lệnh Mai khách khí rồi. Hôm nay tôi xuống chỉ là ăn trực bát cơm thôi. Chỉ thị thì không dám. Cơm tôi muốn ăn, nhưng mà lời thì không dám nói đâu. Diệp Phàm cười nói. Đúng đúng đúng, cơm không thể không ăn no, còn nói thì chúng tôi không dài dòng nữa. Tây Môn Đông Hồng cũng cười nói. Cuối cùng, để chủ nhà là Mai Trường Phong đơn giản tổng kết một chút liền tan họp. Lúc này mới khoảng 3 giờ 30, thời gian còn rất nhiều. Còn đám chuyên gia tổ khoa học năng lượng đã sớm đến sân huấn luyện báo săn khảo sát thực địa. Dù sao cũng hiếm khi đến một chuyến, chúng ta đi đến sân huấn luyện xem một chút đi. Diệp Phàm cười nói, Tây Môn Đông Hồng cũng gật đầu. Một đám tướng quân đi thẳng đến sân huấn luyện, muốn đến sân huấn luyện của báo săn trước tiên sẽ phải đi qua một đường hầm trong núi đi vào báo săn. Xe đi vào đường hầm không lâu liền đỗ lại trên sân thao luyện. Trần Quân vẻ mặt uy phong dẫn mấy trăm quân nhân luyện tập trên sân huấn luyện khí thế ngút trời. Có người bê đá vác chuông, có người đu dây, có người đứng trên cọc. Tiếng trầm trồ khen ngợi không ngừng vang lên trên sân tập, tất nhiên là có người đứng bàn luận. Tướng quân Trịnh, quân của anh nỗ lực thật đấy. Tây Môn Đông Hồng cười nói. Bọn họ đều là những người giỏi. Trịnh Phương cũng không phủ nhận. Ai? Tây Môn Đông Hồng thở dài, trên mặt hiện lên một tia mất mát. Bởi vì, Tây Môn Đông Hồng công lực đã bị phế, từng là cao thủ võ lâm, nhìn thấy tình cảnh như vậy tâm tình chẳng thể nào tốt được. Nào nào nào, Tề Thiên, chúng ta so vài chiêu đi. Lang Phá Thiên lòng ngứa ngáy, chỉ vào cái cọc mai hoa, cười nói. Tư lệnh Lang đã mời rồi thì chúng ta liền chơi đùa một chút. Có điều, anh phải nhẹ tay thôi, tôi cũng không muốn trở thành đầu heo đâu. Tề Thiên cười nói. Tất cả lại đây, quan sát trận đấu của các thủ trưởng nào. Trần Quân hô to một tiếng, mấy trăm đội viên của báo săn tất cả đều háo hứng vây quanh. Trần Quân à Trần Quân, thằng danh cậu muốn tôi xấu mặt phải không? Lang Phá Thiên tự do quen rồi, trực tiếp cười mắng. Ha ha ha, sư đoàn trưởng Tề cũng không có năng lực đó đâu. Nhưng mà, một số đồng chí khác thì vẫn được đó. Trần Quân cười gượng, trong lời nói có hàm ý. Sau đó, hai người Tề, Lang bất ngờ dồn khí xuống chân, đạp một cái. Vù một tiếng, cả hai người bay lên không trung trực tiếp rơi xuống cọc mai hoa cao xấp xỉ 7 mét. Lập tức nhận được một tràng vỗ tay như sấm rồn. Hai bên liền ôm quyền chào nhau như các nhân sĩ võ lâm, sau đó bắt đầu ra quyền cước trên cọc mai hoa. Nhất thời trận đấu diễn ra quyết liệt, nắm đấm và người căn bản không thể phân biệt rõ ràng nữa. Có một số đội viên báo săn thân thủ khoảng tam, tứ đẳng ngất xỉu ngay tại chỗ. Tiếng trầm trồ khen ngợi của các đồng chí phía dưới vang lên như sấm. Chỉ thấy đấu đến cao trào, hai người một trưởng chạm nhau, lập tức đều bắn ngược trở lại hơn chục mét, một cước đạp lên trên một thân cây to bằng thùng nước, răng rắc hai tiếng vang lên, thân cây lập tức gãy, còn hai người như thể người giấy, bình tĩnh đáp xuống trên cọc mai hoa. Chân thần sao? Chân thần sao? Tây Môn Đông Hồng cảm thấy chẳng có gì, trường hợp ghê gớm hơn nữa cũng đã gặp qua. Thế nhưng đám thủ hạ của ông ta lại kinh ngạc trợn mắt há mồm. Bởi vì sân huấn luyện của báo săn cực rộng lớn, trải qua nhiều lần mở rộng, hiện tại chu vi không dưới 20 dặm. Kỳ thực chính là tính cả. Ngọn núi vào mà thôi, thảm thực vật bao trùm bên trong vẫn xấp xỉ 80%. Đi vào đều là đại thụ chọc trời, mà những công trình huấn luyện đều giấu ở dưới những đại thụ chọc trời này, có chút cảm giác rừng rậm nguyên thủy, bởi vậy, nếu như đi bộ, đi không hết một ngày thì không thể vòng về. Mọi người tất nhiên là ngồi xe đi tham quan. Sau khi đi tham quan, Tây Môn Đông Hồng cực kỳ hài lòng, lập tức ký hợp đồng bồi dưỡng quân quan với đội báo săn mà Trịnh Phương làm thủ trưởng tại Tổng bộ báo săn. Sau đó hứa sẽ gửi khoản tiền quyên góp 150 triệu trước cuối năm. Đương nhiên, bề ngoài là báo săn sở hữu sân huấn luyện này, kỳ thực vốn là để phục vụ của tổ 8 trung tâm của tổ A.
bữa tối ăn tại tổng bộ báo săn, cũng là một số món ăn dân dã, canh lợn rừng và thỏ rừng cả một nồi lớn. Tây Môn Đông Hồng có việc, sau khi ăn cơm xong liền kéo nhau đi về. Lang Phá Thiên khó có dịp được gặp mặt các anh em nên ở lại. Kỳ thực, những người có thể ở lại cũng đều là đội viên chính thức từng công tác trong tổ A. Như Tề Thiên, Trương Cường đều từng là đội viên, còn có Lang Phá Thiên cũng coi như đội viên nòng cốt trong quân đội của Diệp Phàm rồi. 8 giờ tối, trong phòng họp bí mật của tổ 8 trung tâm trong nội bộ báo săn, Diệp Phàm cùng hai đồng chí Trịnh Phương và Trần Quân cùng đi vào phòng họp. Loạt soạt, mười mấy quân quan của tổ 8 trung tâm trú tại Vịnh Lam Nguyệt tất cả đều đứng dậy cúi chào. Chào thủ trưởng. Trong phòng họp cách âm cực tốt vang lên tiếng hô vang dội của các đội viên tổ A, khiến cho trần nhà đặc chế rung lên bần bật. Các đồng chí vất vả rồi, ngồi đi. Diệp Phàm phất tay, cùng với Trịnh Phương ngồi lên vị trí chủ tọa, tướng quân kế Vĩnh Viễn ngồi một bên kia là Trịnh Phương, Trần Quân và vài vị phó sư đoàn trưởng ngồi phía dưới. Chúng ta hãy vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh tướng quân Diệp Phàm phó tổ trưởng thường vụ của tổ A chúng ta xuống chỉ thị. Trịnh Phương vỗ tay trước, lập tức tiếng vỗ tay như sấm lại vang lên. Đôi mắt ưng của Diệp Phàm phát hiện, vừa rồi khi hắn đi vào 10 đội viên thì có đến 9 người lộ vẻ kinh ngạc. Hiện tại Trịnh Phương vừa giới thiệu, càng không nén nổi kinh ngạc. Bởi vì, có thể gặp mặt nhân vật số 2 của tổ A là một vinh dự cực lớn. Người nào người nấy thắt lưng thẳng tắp. Trong đó mấy vị phó tổ trưởng càng ngồi thẳng hơn, hết sức cung kính. Diệp Phàm hiểu, những đồng chí này căn bản đều báo danh tham gia cuộc đua tuyển chọn lần này. Phó tổ trưởng thì hoàn toàn có thể cạnh tranh vị trí của Trịnh Phương, còn Trần Quân áp lực vẫn rất lớn. Mà đội viên bình thường thân thủ cao cũng báo danh, tất nhiên là nhắm vào vị trí phó tổ trưởng. Mỗi củ cải một hố, sau khi một hố rời đi sẽ đem đến hiệu ứng domino chuỗi dài. Mà đối với cuộc tuyển chọn này, nhân vật số 2 là Diệp Phàm có quyền định đoạt nhân sự tuyệt đối, bởi vì cuộc tuyển chọn lần này do hắn chủ trì. Các đồng chí, đã 2 năm rồi tổ 8 trung tâm chúng ta chưa nhận được nhiệm vụ trọng đại. Thế nhưng, điều này không hề đồng nghĩa với việc thế giới đã thái bình. Trong yên bình vẫn luôn ẩn náu những bùng nổ lớn, cho nên, các đồng chí đều phải chuẩn bị tâm lý, tuyệt đối không thể lơ là mất cảnh giác. Càng phải nhiệt tình luyện công, luyện tập các kỹ thuật. Để khi chuẩn bị chiến tranh có thể sử dụng. Cùng với sự phân cực hóa trên thế giới, các phương thức công kích mới cũng xuất hiện. Như hành động chặt đầu của Mỹ, việc đánh lén của bộ đội đặc chủng. Mà hoạt động của các tổ chức khủng bố quốc gia trên thế giới cũng đã tăng cường. Phương thức khủng bố càng có xu hướng đa nguyên hóa, ví dụ như tấn công máy bay, đánh bom các tòa nhà. Những điều này cần chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo trong tình huống kịp thời. Hơn nữa, các quốc gia đều đang chiêu binh mãi mã. Không có thực lực chính là đồng nghĩa với mất đi sinh mệnh. Sinh mệnh là vô giá, chỉ có thường xuyên luyện công, công lực cao lên thì tỷ lệ bảo đảm an toàn và hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta mới càng cao. Diệp Phàm nói, xin thủ trưởng yên tâm, chúng tôi luôn sẵn sàng. Trần Quân nói, bây giờ tôi nói với mọi người một số chuyện mới mẻ tôi gặp trong 2 năm gần đây, để mọi người chuẩn bị tâm lý trước, lúc gặp phải những chuyện này tuyệt đối không được hoảng hốt. Việc này nghe thì có vẻ không thể tưởng tượng nổi, nhưng thực tế đích thực tồn tại trong thế giới chúng ta. Diệp Phàm chậm rãi kể lại những chuyện kỳ lạ như khi gặp được cao thủ, ví dụ như hóa thân hồn khí, kết giới gì gì đó. Tổ trưởng Diệp, những thứ này thực sự tồn tại sao? Dường như đang rất sợ hãi, tuyệt đại đa số đồng chí không dám tin những chuyện này. Nói thừa, tổ trưởng Diệp vừa bắt đầu đã nói những việc này thực sự tồn tại. Chúng ta chưa thấy chẳng qua bởi vì đẳng cấp của chúng ta quá thấp. Nếu thực sự gặp phải có lẽ cũng chưa chắc đã còn mạng mà trở về. Trịnh Phương nghiêm mặt giáo huấn. Việc này không trải qua thực sự khiến người ta khó có thể tin được, nhưng đây đều là sự thật. Những chuyện tôi kể đều là chuyện tôi tự mình trải qua. Ví dụ như, đối với người bình thường, thấy chúng ta nhảy cao 10 mét, đá một cái gãy thân cây to bằng thùng nước, chắc hẳn sẽ cho đấy là ma thuật phải không nào? Thế nhưng chúng ta thực sự làm được. Diệp Phàm nói xong, đột nhiên tay vung lên không trung, một luồng khí mạnh mẽ phóng ra, không lâu sau, thủy công được thi triển. Một lúc sau, trong phòng họp không ngờ xuất hiện những bông tuyết nho nhỏ. Nhìn thấy chứ, đây là ma thuật sao? Diệp Phàm hỏi. Thấy rồi, quả thực không phải ma thuật, quốc thuật không ngờ có thể tạo ra tuyết từ trong không khí, chúng tôi tin lời tổ trưởng Diệp nói là sự thật. Một phó tổ trưởng đứng thẳng. Ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Diệp Phàm. Còn về các đội viên,
tất cả đều kinh ngạc há hốc mồm. Thực không thể tưởng tượng nổi, quốc thuật không ngờ có thể vận dụng đến cảnh giới siêu phàm như vậy. Chúng ta thật đúng là ếch ngồi đáy giếng. Vẫn còn nhiều điều các anh chưa thấy lắm, cho nên, tăng cường luyện công, nâng cao năng lực bản thân mới là chuyện quan trọng nhất. Đây là do nội khí sau khi đạt đến chất lượng nhất định sẽ ngưng tụ phân tử nước trong không khí rồi ép thành tuyết. Tôi không phải đang biểu diễn ma thuật, càng không phải biểu diễn tiên thuật. Trên đời này không có gì là tiên thuật hết, nhưng rất nhiều chuyện kỳ lạ chúng ta có thể thực hiện bằng nội khí. Diệp Phàm nói, đến giờ này, đám người kia rốt cuộc cũng đã tin. Sau khi họp xong, Diệp Phàm vào căn tin ngồi uống rượu nói chuyện phiếm cùng mấy người Lang Phá Thiên. Lang này, cậu đến Việt Châu cũng đã hơn 2 năm, có muốn chuyển sang nơi khác không? Diệp Phàm cười hỏi. Muốn thì muốn, tôi còn muốn thăng chức nữa, nhưng mà đi đâu? Lúc trước ở trong tổ còn thú vị một chút, hiện giờ ở trong quân đội bình thường chỉ có thể so lý lịch đỏ tuổi tác. Ở trong quân khu tỉnh muốn làm chút thành tích lớn chẳng dễ dàng chút nào. Toàn mấy việc chiêu binh, giải quyết khó khăn của người nhà quân quan, chẳng ra đâu vào đâu. Muốn tạo thành tích từ những chuyện thế này, khó lắm. Lang Phá Thiên có chút buồn bực. Chương 3659, châm chọc khiêu khích. Đúng là như vậy, công tác của quân khu tỉnh chính là những việc vụn vặt như vậy. Còn không bằng đi tập đoàn quân chỉ huy một quân đoàn, lập thành tích còn nhanh hơn một chút. Tỷ như, gặp đúng lúc tổ chức đại tỷ võ hoặc là diễu hành liền dễ dàng khiến lãnh đạo cấp trên để ý đến anh. Quân khu tỉnh có thể làm gì chứ? Tiếp đón chiêu binh, diễn luyện dân binh, quản lý bộ đội dự bị, ai, thường rất tạp nham, ai? Trương Cường thở dài. Vậy chẳng bằng đi tập đoàn quân, thế nào? Diệp Phàm hỏi. Muốn thì muốn chứ, nhưng mà không có chỗ mà đi. Lang Phá Thiên nói. Hơn nữa, nhiệm vụ bên núi Sương Bối vẫn đặt lên đầu tôi, mẹ nó chứ, trông coi một cái núi Sương Bối thì có thể lập thành tích gì chứ? Tôi bị lão già cung trói chặt ở núi Sương Bối rồi. Hiện giờ chỉ nghĩ đến cái núi kia liền cảm thấy ghê tởm. Quân khu Việt Châu là một quân khu lớn, chẳng bằng thương lượng với Tây Môn Đông Hồng một chút, sau đó cố sức chuyển đến tập đoàn quân cấp dưới thuộc quân khu này. Mà cậu vẫn có thể trông coi núi Sương Bối như trước. Ví dụ như, nhậm chức quân đoàn trưởng ở tập đoàn quân gần núi Sương Bối. Như vậy có thể lập thành tích nhanh hơn. Nói cách khác, cậu Lang muốn trong thời gian ngắn lập tức lên cấp một đích thực là khó khăn. Diệp Phàm nói. Khó khăn này có lẽ cũng không nhỏ, quân khu Việt Châu cũng chỉ có 3 tập đoàn quân lục quân. Hiện tại những vị trí này người ta đã sớm chiếm rồi. Không có chỗ trống thì không có cơ hội. Nhưng mà quân khu Việt Châu lại có mấy cái căn cứ hải quân, cậu Lang nếu đồng ý thì cũng có cơ hội đấy. Tề Thiên nói, làm tư lệnh căn cứ hải quân không có tiền đồ lắm, cũng quản mấy việc lặt vặt mà thôi. Mà người ta có hạm đội của mình, căn cứ của anh chỉ là để người ta tiến vào thôi. Cho nên, không dễ lập thành tích bằng tập đoàn quân đâu. Trương Cường lắc lắc đầu. Kỳ thực những điều này không quan trọng, điều quan trọng là bản thân cậu Lang. Diệp Phàm đột nhiên nở nụ cười. Ý anh là sao? Ngay cả Lang Phá Thiên cũng có chút nghi hoặc nhìn Diệp Phàm. Cậu Lang à cậu Lang, cậu đúng là không nhận ra giá trị của bản thân. Diệp Phàm nói. Tôi có giá trị gì? Lang Phá Thiên hỏi. Cậu đảm nhiệm chức cục trưởng cục cảnh vệ trung ương cũng đã không ít năm, chỉ dựa vào điểm này cậu nếu như chịu mở miệng, lãnh đạo cũ lãnh đạo mới chẳng phải sẽ đều nể mặt cậu sao? Dù sao cậu cũng lượn lờ trước mặt bọn họ N năm rồi, cũng không phải yêu cầu thăng chức trung tướng, chẳng qua chỉ là điều động cùng cấp mà thôi. Mà bọn họ cũng đều biết năng lực của cậu, đừng nói đến chỉ huy một tập đoàn quân, cho dù có bảo cậu làm tư lệnh quân khu lớn cậu cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chuyện của cục cảnh vệ trung ương cũng có thể làm được thì còn chuyện gì không làm được nữa chứ? Diệp Phàm nói. Đúng đúng đúng, Lang à, chúng ta lại không nghĩ đến điểm này. Tề Thiên cười nói. Cái này, ngại lắm. Lang Phá Thiên sờ sờ đầu một chút không ngờ lại có chút ngây ngô cười nói. Cậu cứ để ý đến thể diện như thế thì chỉ thiệt thân thôi, lúc nên xin người ta thì phải xin. Không cần phải giấu giếm, mạnh dạn đi gặp lãnh đạo. Tôi tin chắc họ sẽ nể mặt cậu thôi. Diệp Phàm cổ vũ, nói. Mẹ kiếp, xin thì xin. Lang Phá Thiên hạ quyết tâm, một hơi uống hết bát rượu ngũ lương. Phương gia làm việc rất nhanh, chỉ trong thời gian một ngày rưỡi đã làm xong thủ tục chuyển nhượng công ty khai thác mỏ Thiên Kỳ. Còn Lam Tồn Quân thời gian này đã đích thân chạy một chuyến đến tập đoàn Hoành Không,
ký kết hợp đồng chuyển nhượng mỏ đồng núi Bối Tây ở Congo với Kiều Báo Quốc. Đối với Kiều Báo Quốc mà nói đây đương nhiên là một chuyện cực kỳ đáng mừng, từ không có gì đến một nửa 400 triệu của hợp đồng chuyển nhượng. Cũng chính là 200 triệu. Mà 200 triệu còn lại đương nhiên là tổ A lấy rồi. Trên thực tế chính là trả lại cho công ty khai thác mỏ Thiên Kỳ. Tổ A lập tức rót vốn, khiến cho tiền vốn của công ty khai thác mỏ Thiên Kỳ lập tức mở rộng đến hơn 1 tỷ mấy. Lại có thêm 20% cổ phần của tập đoàn Mễ Đông và tập đoàn Giang Lưu, khiến cho tổng tài sản của công ty khai thác mỏ Thiên Kỳ đạt đến 2 tỷ, đã chuẩn bị sẵn sàng để năm sau chính thức tiến quân vào núi Bối Tây. Còn Trương Hùng mấy ngày hôm nay bận hợp tác với Lam Tồn Quân chỉnh đốn lại công ty khai thác mỏ Thiên Kỳ. Bởi vì tập đoàn quặng mỏ quốc gia cũng nắm 20% cổ phần của Thiên Kỳ. 60% còn lại đương nhiên là do bên nắm giữ cổ phần của Thiên Kỳ, Tổ A nắm giữ. Đương nhiên, Tổ A cho Mã Hán của căn cứ Đại Hùng Sơn Ngư Đồng chuyên phụ trách tập đoàn Thiên Kỳ. Trương Hùng được điều đến tập đoàn quặng mỏ quốc gia nhậm chức cố vấn. Chủ tịch tập đoàn khai thác mỏ Thiên Kỳ Mã Hán, phó chủ tịch kiêm tổng tài Trương Hùng. Ngoài ra hai phó chủ tịch do tập đoàn Mễ Đông và Giang Lưu mỗi bên cử một đồng chí đến đảm nhiệm. Thân phận của Mã Hán rất bí mật, công tác tại căn cứ Đại Hùng Sơn người ngoài không biết được. Mà trên danh nghĩa anh ta vẫn còn một thân phận, cũng chính là phó tổng giám đốc của công ty XX. Hiện tại chọn ra làm việc tại mỏ đồng núi Bối Tây lại rất thích hợp. Mà trên thực tế người phụ trách mỏ đồng núi Bối Tây là Trương Hùng, Mã Hán chỉ có thể đảm nhiệm chức phó. Bởi vì chức vụ của Trương Hùng trong tổ cao hơn Mã Hán, quân hàm cũng cao hơn. Tổ trưởng Diệp, tôi là chủ tịch mà lại làm cấp dưới của phó chủ tịch, cái này, có phù hợp với luật của công ty không? Mã Hán cười nói. Ha ha, đây là chuyện bề ngoài và bên trong mà thôi. Diệp Phàm cười nói. Ai nói vậy, rõ ràng là Trương Hùng tôi là cấp dưới cho đồng chí Mã Hán anh mà. Trương Hùng cười nói, tên này tâm tình không tồi. Dù gì thì cũng có thể đi cửa sau làm được phó bộ rồi. Sau khi làm được 2-3 năm về nước sẽ chính thức lên đến chức phó tỉnh bộ thôi. Quả nhiên không ngoài dữ liệu, báo săn và quân khu Việt Châu ký hợp đồng đến ngày thứ 3 các quân khu khác liền phái người đến bàn luận việc hợp tác đào tạo quân quan với báo săn. Có điều, khi bàn đến khoản quyên góp 200 triệu thì các quân khu lại có chút do dự. Dù sao 200 triệu cũng không phải con số nhỏ. Mà quân khu lĩnh Nam lại trực tiếp đưa ra yêu cầu rằng báo săn phải đào tạo quân quan cho họ, lý do là vì báo săn vốn là đơn vị cấp dưới của quân khu lĩnh Nam. Lập tức vấn đề cứ ùa ra như ong vỡ tổ. Đào tạo miễn phí đương nhiên Trịnh Phương sẽ không đồng ý, Trịnh Phương sau khi hỏi chỉ thị của Diệp Phàm, nhận được đáp án là lấy danh nghĩa của báo săn đề nghị 500 triệu cho hạng mục mở rộng sân huấn luyện, yêu cầu quân khu lĩnh Nam phê chuẩn, sau đó báo lên trên. Chỉ cần chi 500 triệu là quân khu lĩnh Nam từ nay về sau sẽ không cần cấp thêm bất cứ khoản phát sinh nào nữa. Thế nhưng quân khu lĩnh Nam không đồng ý, nói rằng nếu như có thể phê chuẩn 500 triệu thì cũng chỉ có thể cấp 200 triệu mà thôi. Cứ như vậy lại rơi vào bế tắc. Kết quả, ngoài trừ quân khu Việt Châu đã ký hợp đồng, người phụ trách của các quân khu và bộ đội hải quân, không quân còn lại không ngờ lại bắt tay nhau kiện báo săn lên ủy ban quân giới. Công khai Hà vội vàng gọi Diệp Phàm đến phòng họp tổng bộ mở cuộc họp thường ủy lâm thời. Tình hình trở nên nghiêm trọng rồi, chúng ta hiện giờ bốn phía lâm nguy rồi. Công khai Hà vẻ mặt nghiêm trọng. Tôi đã nói từ đầu là chuyện này không ổn đâu, bây giờ thì tốt rồi, chọc phải ổ kiến lửa rồi. Lâm Đống Quốc châm chọc nói. Chuyện này mấy năm trước cũng đã xảy ra một lần, lúc đó tôi vẫn còn giữ chức ở Cục Quân vụ Tổng cục Tham mưu. Sau đó Tổng Tham mưu trưởng chuyển tôi đến bộ phận quân huấn. Lãnh đạo rất ghê gớm, ép tôi đến báo săn, cuối cùng mỗi quân khu đều sắp xếp một thời gian đặc huấn mới gió yên sóng lặng. Diệp Phàm nói, lần này còn lớn hơn lần trước nữa, tôi thấy cứ tiếp tục chỉ sợ sân huấn luyện của báo săn sẽ không giữ được. Lúc trước không nên làm như vậy, bây giờ thì hay rồi, rước họa vào thân rồi. Thôi Kim Đồng cũng nói, dường như sau khi Diệp Phàm nhậm chức phó tổ trưởng thường vụ, hai người Thôi Lâm liền bắt tay chèn ép hắn. Bởi vì, hai đồng chí này vốn có tư cách cạnh tranh chức vụ phó tổ trưởng. Có lẽ đã nhắm vào vị trí này sau khi Tây Môn Đông Hồng đi khỏi. Kết quả lại bị Diệp Phàm cướp mất. Tất nhiên, những đồng chí này trong lòng chẳng vui vẻ gì. Có bản lĩnh bảo bọn họ tự đi mà làm sân huấn luyện báo săn đi, sân huấn luyện báo săn ảnh hưởng gì đến việc của bọn họ chứ? Lúc trước đầu tư tại sao bọn họ chẳng ai đứng ra lên tiếng?
hiện giờ trải qua mở rộng bao năm đã sắp hoàn thành thì bọn họ lại muốn chạy đến hưởng thụ thành quả. Trên thế gian này có chuyện tốt như vậy sao? Điểm tuyệt vời của sân huấn luyện báo săn không chỉ là thiết bị tiên tiến, mà còn ở một phương diện khác, chính là chúng ta có một cơ chế đào tạo hoàn chỉnh. Có một đội ngũ huấn luyện viên tố chất cao, đây mới là điều quan trọng. Đới Thành hừ lạnh nói. Ha ha, lấy từ nhân dân thì phục vụ nhân dân thôi. Kỳ thực, người ta nói cũng không phải không có lý. Báo săn tuy rằng bên trong là thuộc tổ A quản lý, nhưng bề ngoài vẫn thuộc quân khu lĩnh Nam, người ta đưa ra chút yêu cầu cũng là chính đáng thôi. Anh đã vác cái danh rồi thì cũng phải giúp người ta làm chút chuyện chứ phải không nào. Hơn nữa, sân huấn luyện của báo săn lớn như vậy, hoàn toàn có thể phục vụ toàn quân, đúng không? Đồng Lâm đến từ Tổng Bộ Tham Mưu nói. Đúng vậy, bằng không cũng lãng phí. Tài nguyên tốt như vậy chúng ta lãng phí thì sót lắm. Hiện giờ đều kêu gọi tiết kiệm tài nguyên, tối đa hóa tài nguyên mới là mục đích của chúng ta. Trung tướng Trần Trường Minh nói. Tối đa hóa tài nguyên, nhưng có vài thứ có tính đặc thù nhất định. Hai anh tuy là đại diện của quân đội, nhưng các anh cũng nên hiểu tính đặc thù của tổ A chúng tôi. Sân huấn luyện của báo săn nếu như phổ thông hóa rồi thì còn gọi là sân huấn luyện của tổ A được sao? Như thế làm sao có thể giữ được tính bí mật của tổ A? Tổ A mất đi tính bí mật liền mất đi ý nghĩa của tổ A. Như thế sẽ không thể nào đảm bảo được an toàn của quốc gia một cách hiệu quả. Đây là chuyện không có lợi cho đất nước cho nhân dân. Diệp Phàm hừ nói. Lời tổ trưởng Diệp nói thật khiến người nghe kinh sợ. Đồng Lâm hừ nói. Khiến người nghe kinh sợ, đây căn bản không phải là muốn để người nghe kinh sợ. Ý của chúng tôi là căn bản không nên cho quân đội bình thường mượn sân huấn luyện của báo săn. Chỉ như vậy mới có thể khiến tổ A giữ được tính bí mật một cách tốt nhất. Tính bí mật chính là vũ khí công kích sắc bén của tổ A. Lâm Đống Quốc hừ lạnh, nói. Đúng vậy, tôi biết kinh tế của tổ có khó khăn, nhưng chúng ta có thể từng bước vượt qua. Việc ký kết hợp đồng với quân khu Việt Châu như thế này căn bản chính là giải khát bằng rượu độc. Tuy rằng lấy được khoản tiền quyên tặng 150 triệu nhưng sự nghiệp của tổ A đã bị tổn hại. Chuyện xảy ra trước mắt chính là giáo huấn bằng máu, chúng ta không thể lại tái phạm sai lầm kém cỏi như thế nữa. Thôi Kim Đồng cũng nói. Sân huấn luyện lớn như vậy lại chỉ để tổ A với số lượng cực ít sử dụng, tuyệt đối là một sự lãng phí rất lớn. Một sân huấn luyện cao cấp nhất thế giới được đầu tư hơn 10 tỷ không thể sử dụng như thế được. Nên để quân đội bình thường cùng sử dụng mới đúng. Đồng Lâm nói, Nhà Trắng không lớn sao, vậy tại sao văn phòng của quân đội bình thường không được đặt tại Nhà Trắng? Đúng là buồn cười, Trung Viên Hải không lớn sao? Một số văn phòng của quân đội bình thường chật chội, sao không chuyển đến Trung Viên Hải thực hiện tối đa hóa tài nguyên? Suy nghĩ của hai đồng chí này đúng là vớ vẩn. Lâm Đống Quốc hừ lạnh nói, chương 3660, đổi chủ. Các anh đang lý luận kiểu gì thế, đúng là vớ vẩn. Hiện giờ chúng ta đang thảo luận về sân huấn luyện báo săn chứ không phải Nhà Trắng hay Trung Viên Hải. Chúng ta phải thảo luận đúng đề tài, chứ không phải bàn đến những phương diện đó. Đồng Lâm nghiêm mặt. Các đồng chí à, nói đông nói tây cũng chỉ vô ích thôi. Đối mặt với tình huống hiện tại tư tưởng chúng ta phải thống nhất, nhận thức phải thống nhất mới đúng. Diệp Phàm nói. Ồ, tôi lại muốn nghe xem thống nhất nhận thức của Tổ trưởng Diệp là như thế nào. Lâm Đống Quốc lại hừ lạnh nói. Thái độ đối ngoại của người này không tệ lắm, nhưng lúc đối nội thì có rất nhiều ý kiến. Tôi thấy sân huấn luyện báo săn không thể cứ trực thuộc quân khu lĩnh Nam như vậy được nữa. Diệp Phàm nói, báo săn còn trực thuộc thì sao sân huấn luyện lại không trực thuộc được, như thế mà được sao? Đồng Lâm hỏi, ý của tôi chính là tách rời báo săn và sân huấn luyện, không để làm bộ đội trực thuộc quân khu lĩnh Nam nữa. Chỉ có để sân huấn luyện độc lập bọn họ mới không thể chỉ trích này nọ nữa. Diệp Phàm nói, tách ra, tách đi đâu? Chẳng lẽ để cho báo săn độc lập trở thành bộ đội đặc biệt trực thuộc Trung ương sao? Điều này căn bản là không thể nào. Đồng Lâm hừ nói, trực thuộc Bộ An ninh Quốc gia, do Bộ An ninh Quốc gia trực tiếp quản lý. Hơn nữa còn phải chỉ ra là do đồng chí cố vấn cung Khai Hà của Bộ An ninh Quốc gia trực tiếp quản lý. Diệp Phàm nói, anh làm như vậy mấy vị lãnh đạo ủy ban quân giới sẽ đồng ý sao? Đây quả thực là chuyện không thể thực hiện được. Trần Trường Minh hỏi. Chuyện không thể thực hiện được chúng ta cũng phải cố gắng, cứ gây rằng coi như vậy sớm muộn gì sân huấn luyện của chúng ta cũng sẽ bị phân chia. Nếu trở thành sân huấn luyện bình thường, vậy thì tính nguy hiểm của chúng ta càng cao.
Tôi đã nói rồi, cần vạch ra một khu vực tại sân huấn luyện báo săn làm căn cứ đào tạo nhân tài. Kỳ thực chính là một trường đào tạo cao thủ loại nhỏ. Chẳng qua không thể gọi như thế mà thôi. Diệp Phàm nói. Hay là độc lập mở trường ở chỗ khác? Thôi Kim Đồng nói. Độc lập mở trường đương nhiên tốt, có điều, lấy đâu ra tiền? Sân huấn luyện báo săn cần đầu tư những 10 tỷ đấy. Chúng ta có thể bỏ ra 10 tỷ xây một cái từ đầu sao? Không những thế, huấn luyện viên thì sao? Thiết bị thì sao? Còn nữa, sân huấn luyện báo săn tổ A phải trải qua mấy chục năm xây dựng mới được hoàn thiện như ngày hôm nay, khía cạnh thời gian không cho phép chúng ta xây thêm một sân nữa. Riêng việc xây dựng cũng đã mấy năm, còn thêm phương diện trinh địa, bảo mật, cùng với huấn luyện viên. Điều này căn bản là cái động không đáy, cho nên, muốn tự mình xây một cái là việc bất khả thi. Chỉ có thể đầu tư mở rộng trên căn cứ vốn có mà thôi. Diệp Phàm khí phách bừng bừng. Ừ, đơn độc mở thêm một trường đào tạo nhân tài là không thực tế. Cho dù là mở rộng thêm như hiện giờ tài chính của chúng ta cũng đã là lấy trứng chọi đá. Đương nhiên, ý kiến của một số đồng chí bên quân đội chúng ta cũng phải nghe. Chẳng qua không thể để mặc bọn họ cùng nhau đề nghị Bộ Tổng Tham mưu trực tiếp quản lý sân huấn luyện báo săn như thế được. Như vậy sẽ khiến sân huấn luyện này mất đi nguyện vọng thiết kế ban đầu. Điều này là không thể được, làm thế nào để điều hòa tình thế mới là vấn đề hiện giờ chúng ta phải thảo luận giải quyết. Nếu như có thể tách báo săn ra cũng không phải là không được. Đồng chí Diệp Phàm ký kết hợp đồng với quân khu Việt Châu cũng chỉ là cách bất đắc dĩ mà thôi. Đây có thể coi là một cách kiếm vốn đầu tư. Chỉ là các đồng chí ở quân khu khác không muốn bỏ ra khoản tiền này nên mới gây ra sóng gió. Muốn sử dụng sân huấn luyện của chúng ta nhưng lại không muốn bỏ tiền, trên đời làm gì có bữa cơm nào miễn phí. Sân huấn luyện báo săn là sự nỗ lực qua bao đời lãnh đạo của tổ A chúng ta, trải qua quá trình xây dựng mấy chục năm mới hoàn thiện xong. Thực không dễ dàng gì, trao lại nó cho Bộ Tổng Tham mưu là điều tuyệt đối không được, như vậy đội viên tổ A chúng ta sẽ đi đâu để huấn luyện. Đội viên tổ A đã mất đi chất lượng thì năng lực công kích và phòng ngự sẽ suy yếu đi rất nhiều. Thế nhưng tác dụng của chúng ta lại không có quân đội phổ thông nào có thể thay thế được. Cũng như tác dụng của quân đội phổ thông chúng ta cũng không thể thay thế. Bên nào cũng có tính chất riêng cùng sự tất yếu phải tồn tại của mình. Cung Khai Hà lúc này đã mở miệng, ý tứ rất rõ ràng, ủng hộ quan điểm của Diệp Phàm. Đúng vậy, muốn chúng ta đào tạo giúp bọn họ thì phải bỏ tiền ra. Tiền này bọn họ nên bỏ ra mới đúng. Bởi vì phải mở rộng thêm, không muốn bỏ tiền lại muốn mượn sân huấn luyện của chúng ta, mượn đội ngũ huấn luyện viên của chúng ta. Điều này căn bản là không thể được. Chúng ta xây dựng sân huấn luyện dâng cho bọn họ, chúng ta là đồ ngốc sao? Ngay xét từ tính chất tồn tại của tổ A chúng ta cũng không thể làm vậy được. Đới Thành lời lẽ sắc bén. Cho nên, tôi hy vọng các đồng chí có thể thống nhất nhận thức thống nhất tư tưởng. Tôi đã phát thảo ra một đơn đề nghị. Chính là xin tách báo săn ra, trở thành bộ đội trực thuộc Bộ An ninh Quốc gia. Do đồng chí Cung Khai Hà quản lý. Diệp Phàm nói, thư ký trưởng tổ A đồng chí Phương Khán Hải lập tức đặt tài liệu đề nghị trước mặt từng đồng chí. Làm thế này cũng chỉ có thể giải quyết tạm thời, nếu như đến nhiệm kỳ sau, tôi chỉ nói ví dụ. Nếu như người lãnh đạo tổ A nhiệm kỳ sau không giữ chức vụ trong Bộ An ninh Quốc gia, vậy chẳng phải báo săn chân chính trở thành quân đội trực thuộc Bộ An ninh Quốc gia rồi sao? Đến lúc đó, vận mệnh của báo săn chẳng phải sẽ nằm trong tay của Bộ An ninh Quốc gia sao? Lâm Đống Quốc cau mày nói. Hiện giờ không có biện pháp giải quyết tốt hơn, dù thế nào cũng không thể nào xin cho báo săn trực thuộc Quốc vụ viện được phải không nào? Chuyện này không có tiền lệ, chỉ có thể đi bước nào tính bước đó. Hơn nữa, xét theo lệ thường. Người lãnh đạo tổ A các đời đều là thứ trưởng số 1 của Bộ An ninh Quốc gia. Giữ chức cố vấn Bộ An ninh Quốc gia, nếu bên trên có hành động lớn vậy chúng ta chỉ có thể. Có điều, tôi tin chắc, trong vòng mấy năm hẳn vẫn yên ổn. Diệp Phàm nói. Cuối cùng, 8 vị thường ủy, 2 đồng chí Đồng Lâm và Trần Trường Minh từ bỏ quyền, kết thúc cuộc tranh luận, hình thành ý kiến thống nhất đề nghị báo săn trở thành bộ đội trực thuộc Bộ An ninh Quốc gia. Thế nhưng cái này còn cần Thượng tướng Tiếu Thiết Phong Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia phê chuẩn mới được, nếu như người ta không phê chuẩn thì cũng chẳng làm gì được nữa. Cho nên, buổi chiều Diệp Phàm cùng Cung Khai Hà chạy đến văn phòng của Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Tiếu Thiết Phong. Sau khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập được mấy nhiệm kỳ 5 năm liền thành lập Bộ An ninh Quốc gia. Thuộc Quốc vụ viện,
chủ yếu phụ trách công tác cụ thể phương diện kiến thiết quốc phòng. Các hạng mục công tác của Bộ An ninh Quốc gia do Bộ Tổng tham mưu quân Giải phóng Nhân dân Trung Hoa, Bộ Tổng chính trị và Bộ Tổng hậu cần phân chia phụ trách. Đối với Tiếu Thiết Phong, Diệp Phàm và ông ta còn có chút quen biết. Bởi vì Tiếu Thập Lục Muội, vợ của Vương Nhân Bàng chính là con gái của Tiếu Thiết Phong. Mà năm đó Tiếu gia lại không coi trọng Vương Nhân Bàng, lúc đó là vì Vương gia vẫn chưa tạo nên tiếng tăm. Mà năm đó Tiếu gia muốn đính hôn với Tạ Thủy Đông, phó thư ký văn phòng quốc vụ viện khi đó, con trai của Tạ Thắng Cường phó bí thư đảng ủy cơ quan quốc vụ viện, cục trưởng cục sự vụ cơ quan. Kết quả Tạ Thủy Đông bị cái tên Vương Nhân Bàng không sợ trời không sợ đất đánh. Năm đó việc này cũng dính líu đến nhiều người. Cuối cùng vẫn là Diệp Phàm và Cung Khai Hà ra mặt mới có thể làm yên việc này. Đương nhiên, sau đó Tiếu Thiết Phong cũng biết lai lịch của Vương gia, điều này mới là điều mấu chốt nhất. Trải qua vài năm, Tiếu Thiết Phong vẫn cứ oai hùng như vậy, không để lộ chút thái độ cũ. Đương nhiên, đợt trước Diệp Phàm thăng chức, Tiếu Thiết Phong biết rõ nhất. Đối với vị quân quan mới nhậm chức xuất chúng này, kỳ thực trong lòng Tiếu Thiết Phong cũng thầm giật mình trước năng lực của hắn. Ha ha ha, anh Cung, hình như anh rất ít khi đến dạo chơi ở văn phòng tôi đó. Vừa thấy hai người tiến vào, Tiếu Thiết Phong liền tươi cười chào đón, lần lượt bắt tay với Cung Khai Hà và Diệp Phàm. Hơn nữa, còn giơ cả hai tay bắt, có thể thấy Tiếu Thiết Phong đã đặt Diệp Phàm ngang hàng với mình. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng sâu sắc hiểu được, so với tai to mặt lớn như Tiếu Thiết Phong, bản thân mình còn kém xa, người ta làm như vậy một là nể mặt Cung Khai Hà, hai là có lẽ đã nhìn ra được năng lực tiềm ẩn của bản thân. Sao có thể chứ, anh là lãnh đạo của tôi mà. Tôi phải luôn luôn đến báo cáo công tác với anh chứ, phải không nào? Cung Khai Hà ha ha cười. Luôn luôn, ha ha, thế nhưng tôi nửa năm rồi không nhìn thấy bóng anh đấy. Tiếu Thiết Phong và Cung Khai Hà dường như đã bắt đầu đấu võ mồm. Đương nhiên, Tiếu Thiết Phong biết, Cung Khai Hà bề ngoài là cấp dưới của mình, nhưng người ta kỳ thực không thuộc quyền quản lý của mình. Đừng nói bản thân không thể quản lý nổi ông ta, ngay cả hai vị chức phó trong ủy ban quân giới kia cũng không quản lý được ông ta. Ông ta nhận lệnh trực tiếp từ thủ trưởng số 1. Chức vụ của Cung Khai Hà có chút giống với thủ lĩnh cẩm y vệ thời cổ đại, được hoàng đế trực tiếp quản lý. Ái chà, đã lâu như vậy sao? Thất lễ rồi, tôi không phải đã vội vàng đến nhận tội rồi hay sao? Cung Khai Hà cười nói, hai bên sau khi nói đùa vài câu thì ngồi xuống. Bộ trưởng Tiếu, lần này đến đây chủ yếu là báo cáo với anh một số tình hình liên quan đến huấn luyện của báo săn. Ở đây có một bộ tài liệu, anh hãy xem qua một chút. Diệp Phàm cung kính đưa tài liệu đề nghị lên. Tiếu Thiết Phong sau khi nhận lấy cẩn thận lật xem, sau khi xem xong không ngờ lại xem lại từ đầu một lượt. Ý của các anh là muốn xin cho báo săn về dưới sự quản lý của Bộ An ninh Quốc gia phải không? Tiếu Thiết Phong khẽ đặt tài liệu trong tay xuống, hỏi. Dạ, ý của chúng tôi chính là như vậy. Đây là quyết định của tổ chúng tôi sau khi đã thảo luận tập thể. Diệp Phàm vẻ mặt bình tĩnh, nói. Như vậy chẳng phải là nói báo săn sẽ tách khỏi sự quản lý của quân khu lĩnh Nam sao? Tiếu Thiết Phong hỏi, trong câu nói này dường như còn ý khác. Đúng là ý này. Diệp Phàm gật đầu nói. Ha ha ha, quân khu lĩnh Nam gần các anh hơn, tại sao gần như vậy mà không muốn mà lại xin chỗ xa thế? Hơn nữa, Bộ An ninh Quốc gia trên cơ bản không trực thuộc bộ đội. Nhiệm vụ chủ yếu của chúng tôi là chỉ đạo quốc phòng, kiến thiết quân đội. Tiếu Thiết Phong nhìn Diệp Phàm, cười hỏi. Nguyên nhân nằm ở nhiều phương diện, ắt hẳn chuyện gần đây Bộ trưởng Tiếu cũng đã nghe nói. Chúng tôi đang ở vào tình thế khó cả đôi đường. Nếu như không làm như vậy chúng tôi sợ rằng sân huấn luyện báo săn sẽ bị phân chia. Bởi vì sân huấn luyện báo săn quá quan trọng đối với tổ A. Tuyệt đối không thể để mất quyền khống chế và phải đảm bảo tính bí mật của nó. Nếu như muốn tiếp tục trực thuộc quân khu lĩnh Nam mà không chịu sự khống chế của bọn họ, chuyện đó là không thể nào. Anh thuê phòng cũng phải trả tiền thuê phòng, đúng không? Đến lúc đó người ta muốn dùng sẽ có đầy đủ lý do, còn chúng tôi thì chẳng thể nêu ra được lý lẽ gì. Diệp Phàm nói. Ha ha ha, anh không sợ trực thuộc Bộ An ninh Quốc gia rồi sau này tôi cần dùng nó thì các anh làm thế nào? Tiếu Thiết Phong không ngờ bật cười. Chương 3661, ý đồ thật sự của nhà họ Tiếu là. Ha ha, phía sau còn có một chiếc. Trực thuộc bộ phòng vụ do đồng chí Cung Khải Hà đích thân quản lý. Dương Phàm cười khan vài tiếng.
Nếu Bộ trưởng Tiếu thật sự muốn sử dụng thì vẫn có thể sắp xếp thời gian, chỉ cần không sử dụng dài hạn. Diệp Phàm nói. Ha ha, việc này khó rồi. Tiếu Thiết Phong duỗi ngón tay, gõ nhẹ xuống bàn. Bộ trưởng Tiếu, tôi biết việc này khó, nhưng việc này cũng chỉ là bất đắc dĩ. Hiện giờ chúng ta bốn phía đều có địch, nếu không huấn luyện như vậy thì sẽ mất đi quyền khống chế. Cung Khai Hà lên tiếng. Hai, Lão Cung, không phải là tôi không giúp mọi người, quan trọng là ở chỗ báo săn vốn là thuộc quân khu lĩnh Nam. Hơn nữa, trong lúc quan trọng, đồng chí Thường Thủy Cương ở quân khu lĩnh Nam đó còn không đâm ở sau lưng tôi sao? Đương nhiên là tôi cũng không sợ đồng chí Thường Thủy Cương đâm sau lưng tôi, tình hình bây giờ khác rồi. Nhưng mấy đại quân khu liên thủ, nhiều người cùng nhau ra tay như vậy thì tôi dù có mạnh đến đâu cũng không thắng được. Hơn nữa, Bộ Quốc phòng còn có một lực lượng, cũng thuộc Ủy ban Quản lý Quân giới. Việc này Ủy ban Quản lý nhất định sẽ nhúng tay vào. Đến lúc đó, chúng ta đều sẽ như khuỷu tay không thể với tới đùi. Tiếu Thiết Phong thở dài, nói tình hình thực tế. Báo săn hiện giờ bởi vì sân huấn luyện Phong Ba đã sắp trở thành một củ khoai lang móng, ai bằng lòng tiếp nhận đồng nghĩa với việc phải qua một cuộc chiến nước bọt. Bộ trưởng Tiếu, Bộ Quốc phòng tuy nói là chịu sự quản lý của Ủy ban Quản lý. Nhưng lãnh đạo của các người cũng là quốc vụ viện. Cho nên, tương đối độc lập với đơn vị trực thuộc quân khu lĩnh Nam. Cung Khai Hà nói. Hơn nữa, trong Ủy ban Quản lý, ngoài ông ra còn có hai phó chủ tịch. Tôi dù sao cũng đã vào rồi. Nếu hai người chúng ta liên kết, mặc dù chuyện này báo cáo lên cũng sẽ có cách quanh co. Lão Cung ơi Lão Cung, ông như vậy chính là đưa tôi lên đứng mũi chịu sào rồi. Tiếu Thiết Phong vuốt tóc một cái, dựa lưng về phía sau, dường như có chút mệt mỏi. Diệp Phàm hiểu, áp lực của ông ta cũng không nhỏ. Trong hai vị cấp phó của Ủy ban Quân giới có một người tên là Tiễn Phong Vân thường đối đầu với ông ta. Nếu người ta muốn dùng việc này để công kích Tiếu Thiết Phong thì ông ta phải chịu rồi. Diệp Phàm trước kia đã từng có giao dịch với nhà họ Tiễn nên coi như là có chút giao tình nhỏ với Tiễn Phong Vân. Nhưng Diệp Phàm cũng hiểu, chuyện đó sớm đã là quá khứ. Muốn Tiễn Phong Vân vì chuyện đó mà giúp mình thì thật sự không có khả năng. Hai chuyện khác nhau, đó cũng chỉ là một giao dịch, không phải là giao tình. Tuy rằng, giao dịch và giao tình chỉ khác nhau một chữ, nhưng ý nghĩ ở bên trong lại khác nhau quá nhiều. Ha ha, chúng ta liên kết với nhau là được rồi. Hơn nữa, bên phía quân khu Việt Châu đã không có ý kiến gì. Các bên còn lại cũng không phải cứng như thép. Chúng ta còn có thể làm công việc của bọn họ, phân chia ra một chút, vậy cũng chỉ còn lại có 3,4 đồng chí. Hai ủy viên chúng ta lẽ nào còn không thắng được 3,4 đồng chí sao? Hơn nữa, chúng ta đều có lý. Muốn có lợi thì phải ra tiền đúng không? Đây là chuyện kinh thiên động địa. Cung Khai Hà cười nói. Tiếu Thiết Phong ngạc nhiên. Dường như có điều suy nghĩ. Mặc dù bản thân thừa nhận rằng áp lực sẽ càng lớn. Nhưng lần này, rõ ràng là đi đúng đường. Người này mới là nhân vật có thủ đoạn và cứng rắn. Hai, Lão Cung ông đã nói như vậy rồi thì tôi còn có cách nào nữa? Bây giờ coi như là bị ông đặt lên lửa nướng rồi, nướng thì nướng đi, đừng thành heo nướng là được rồi. Tiếu Thiết Phong cười ha ha, tinh thần hưng phấn. Thật ra, Tiếu Thiết Phong cũng có tính toán của mình. Việc này nhất định là mất mặt Cung Khai Hà nên nhất định phải lo liệu. Nhưng có thành hay không thì còn không chắc. Đầu tiên, báo săn muốn rời khỏi quân khu lĩnh Nam, Thường Thủy Cương kia sẽ không dễ dàng bỏ qua. Thứ hai, nhất định còn phải qua cửa của Ủy ban Quân giới, cửa này thì càng khó qua hơn. Cho nên, đến lúc đó không qua được thì nhân tình này là do tự mình bán đi rồi, việc không thành thì không thể trách mình được. Vẫn là cung đầu ông gia ta mới có thể thành công được. Nếu tôi đến một mình thì có lẽ là đi làm trò cười rồi. Sau khi đi ra, Diệp Phàm cười nói. Không hẳn, trong chuyện này có rất nhiều điểm không chắc chắn. Điểm mấu chốt là ở trong ủy ban, nếu bọn họ không đồng ý thì chúng ta cũng không có cách nào. Thường Thủy Cương của quân khu lĩnh Nam chỉ là thứ hai, hơn nữa, đằng sau còn có một vấn đề tồn tại. Cung Khai Hà nói. Ừ, báo săn hiện giờ ở căn cứ Lam Nguyệt Loan. Bên ngoài căn cứ Lam Nguyệt Loan vẫn là căn cứ thuộc quân khu Nam lĩnh. Đến lúc đó nếu Thường Thủy Cương muốn giở trò thì thật đúng là đau đầu. Nếu hắn nói mình là chủ, muốn đuổi chúng ta ra ngoài thì phải làm thế nào? Diệp Phàm nói. Chuyện đó thì hắn không dám, đây là chính sách lớn của quốc gia, Thường Thủy Cương hắn gây sức ép một chút không ảnh hưởng đến toàn cục.
nếu hắn dám làm bừa thì có lẽ là hắn không cần chức quan này rồi. Cung Khai Hà hừ lạnh nói. Việc này ông đã báo cáo chưa? Diệp Phàm hỏi. Đương nhiên, chuyện lớn như vậy có thể không báo cáo được sao? Cung Khai Hà nói. Cung đầu, về việc phân chia sự liên kết của bọn họ ông phải sớm làm. Diệp Phàm nói. Tôi sớm đã gọi điện thoại rồi. Có 1,2 đồng chí nói là không quản lý việc này rồi. Cung Khai Hà cười hơi đắc ý. Gừng càng già càng cay nha, nhưng, chúng ta có phải trả giá một chút không? Diệp Phàm hỏi. Đương nhiên là có, 2 triệu kinh phí huấn luyện giờ biến thành 1,5 triệu rồi. Cung Khai Hà nói. Cung tổ, một thoáng đã mất 1 triệu rồi sao? Diệp lão đại nghẹn lại một lát. Không có cách nào, tiêu tiền thì tiêu tai. Cung Khai Hà xoa xoa tay. Khi trời nhập nhoạng tối, vừa về đến Hồng Diệp Bảo thì Vương Nhân Bàng lại đến. Thế nào, có phải là đã thay đổi chủ ý muốn chính thức tham gia? Diệp Phàm cười hỏi. Chuyện đó thì tôi không có hứng thú, hơn nữa, hiện giờ vẫn còn trẻ, nhân lúc còn trẻ thì nên thoải mái một chút, hà tất phải khiến cho mình khổ như vậy, đúng không? Vương Nhân Bàng cười nói. Hai, tên này, đã là cục trưởng cục cảnh về rồi mà vẫn tính tình như vậy, thật là không còn gì để nói. Diệp Phàm thở dài. Cả đời này là như vậy rồi, có lẽ khó sửa được. Nếu không phải là do cha ép thì chức cục trưởng này tôi đã sớm mặc kệ rồi. Vương Nhân Bàng nhún vai. Ồ, cậu thật sự không tiếc. Diệp Phàm liếc mắt nhìn người này. Ha ha, nói khoác cũng tin. Trước kia, lúc chưa làm thì thật sự không muốn làm, lúc đó rất lười biếng. Bây giờ bắt đầu làm cũng cảm thấy không tệ lắm, rất uy phong. Hơn nữa, bây giờ có gia đình rồi. Không giống trước kia nữa. Nếu vẫn là một kẻ nhàn rỗi như trước kia thì có phải là khiến cho người ta coi thường không? Anh xem, người nhà họ Tiếu trước kia không hề quan tâm tới tôi, hiện giờ thì thế nào? Coi tôi cũng như khách quý, đây chính là thực lực, đầu năm nay, toàn bộ đều phải dựa vào thực lực mà nói chuyện. Vương Nhân Bàng nắm vặn vặn nắm tay. Đúng vậy, chức vụ này chỉ là thân phận thôi, cậu có điểm giống tôi, trước kia Kiều gia đại viện còn xem thường tôi. Bây giờ thì sao? Có phải là khác rồi không? Diệp Phàm cười nói. Anh không giống với tôi, tính ngang ngạnh của anh còn hơn nhiều so với tôi. Còn tôi chỉ là lười biếng quen rồi. Trước kia Kiều gia đại viện không chú ý tới anh cũng đâu có quan tâm, đúng không? Nhưng thật ra bây giờ thuận lợi nhiều rồi. Kiều gia đại viện thì thế nào, cũng phải dựa vào hai người này. Vài năm trở lại đây, người giữ thể diện còn phải dựa vào anh. Kiều báo quốc không thành. Kiều Thế Hào là chính quân trưởng đính thiên rồi. Kiều báo quốc đó, có thể lên được vị trí phó tỉnh trưởng là đã tốt lắm rồi. Diệp lão đại anh vài năm nữa chức chính tỉnh bộ này còn không phải trong lòng bàn tay rồi sao? Vương Nhân Bàng cười nói. Không dễ như vậy, chính tỉnh bộ, tôi cảm thấy có chút khó khăn không thành được. Diệp Phàm lắc lắc đầu. Vương. Lại nữa rồi, con rắn nhỏ bay tới. Vừa nhìn thấy Diệp Phàm liền nhào tới trên cổ tay hắn, lưỡi co duỗi liếm không ngừng. Tiểu tử này thật đáng yêu mà. Vương Nhân Bàng duỗi tay định sờ con rắn một chút, không ngờ lưỡi nó đột nhiên duỗi ra, như tia chớp bắn lên tay của Vương Nhân Bàng. Đừng thấy lưỡi của nó chỉ bằng chiếc đũa, nó khiến cho Vương Nhân Bàng đau đến mức nghiến răng mắng. Khốn kiếp, tiểu tử này cũng thật hung hăng quá đi. Ha ha, con rắn nhỏ này chỉ nghe tôi, cậu ngàn vạn lần đừng lộn xộn với nó. Cậu không làm gì nó thì nó cũng không làm gì cậu đâu. Hơn nữa, đừng thấy lưỡi của nó nhỏ. Tôi đã thấy nó chỉ dùng lưỡi mà làm nứt một tảng đá. Có lẽ năng lượng tấn công của con rắn này có thể đạt tới trình độ cao thủ ngũ đoạn. Hơn nữa, lưỡi của nó đặc biệt dài. Đừng thấy thân của nó bây giờ chỉ dài gần bằng ngón tay, nhưng đầu lưỡi của nó phải dài khoảng 1 mét, cũng không hiểu được bình thường lưỡi này cuốn thế nào ở trong miệng. Có lẽ lưỡi chính là vũ khí tấn công. Diệp Phàm cười nói, trong tai lại truyền đến tiếng cười giống như đứa trẻ của con rắn. Có vẻ nó cũng có thể hiểu một chút lời nói của mình. Gần đây nghe nói anh dùng nước xử nữ khiến sau đó tốc độ lớn của nó đã nhanh hơn rồi. Vương Nhân Bàng tò mò hỏi. Đúng là vậy, nhưng nước xử nữ cũng không nhiều, muốn giữ một chút để làm dung dưỡng hoàn. Nếu không, lần sau đi cung Hồng Đàm, áp suất trong bình oxy làm tôi chết rồi. Diệp Phàm nói. Vương, ta muốn. Đột nhiên truyền đến tiếng thỉnh cầu đáng thương của con rắn nhỏ. Ngươi muốn gì? Diệp lão đại tức giận nói.
Nước, nước, nước xử nữ. Âm thanh non nớt của con rắn nhỏ truyền tới. Nước cái gì, hết rồi, đi chơi thì đi chơi đi, đừng làm phiền lão tử. Diệp lão đại lắc lắc tay muốn bỏ con rắn nhỏ ở trên cổ tay ra. Nhưng nó lại không đi. Ha ha ha, vương nhân bàng ở cạnh cười vui sướng. Được rồi, cho ngươi một viên dung dưỡng hoàn, phiền phức quá. Diệp Phàm lấy ra một viên thuốc, con rắn lập tức không há miệng nữa há miệng ra, nhưng lần này dường như trở nên kích động, con rắn nhìn chằm chằm Diệp lão đại sợ tìm trong túi. Chương 3662, tiếp tục đối phó. Nếu không đi thì lão tử sẽ làm rắn nướng. Diệp Phàm thật sự tức giận, nghiêm mặt, con rắn vừa nhìn thấy, biết đức vua đã tức giận, sợ tới mức vội vàng chuồn mất. Hơn nữa, còn xoay vài vòng trên không nữa rồi mới bay đi. Con rắn này dường như có thể hiểu ý của anh, đúng là thần kỳ, không phải là xà tinh đấy chứ. Vương Nhân Bàng lại nhìn con rắn nhỏ bay đi ra ngoài với vẻ mặt ngưỡng mộ. Tôi đâu hiểu được tại sao, có lẽ là con rắn này trời sinh có nội lực ở trong người. Sau đó thông qua dao động sẽ hiểu được ý của tôi. Hoặc là con rắn này vốn là sủng vật gì đó của cao thủ thời cổ đại làm ra. Trước đó còn có ý định để sống trong quả trứng, ví dụ như, một phần hồn khí được tách ra. Cho nên, có thể hiểu ý cũng là điều bình thường. Không biết là sau này khi nó lớn lên có khiến cho tôi vui mừng không, có khả năng là nó đến từ đảo Thủy Tinh. Diệp Phàm nói, ừ, con rắn này nhất định là có bí mật, không biết chừng lại liên quan đến xà mị ngàn năm, vậy thì chúng ta vớ bở rồi. Vương Nhân Bàng cười nói, quay sang nhìn Diệp Phàm một cái rồi nói. Thật ra tối nay tới đây còn có một chuyện mà vợ đại nhân giao cho. Ồ, Thập Lục giao cho cậu chuyện gì? Diệp Phàm sửng sốt, hỏi. Anh cả tiếu quân của Thập Lục, cũng chính là người vài năm trước đã đánh với chúng ta, khi ở quân khu Bắc Kinh đã là thượng tá rồi đúng không? Đã vài năm qua rồi rồi, tiếu quân vẫn còn là thượng tá đoàn trưởng. Lần này cũng muốn tiến một chút, hơn nữa, tuổi tác lý lịch cũng phù hợp yêu cầu. Vương Nhân Bàng nói. Việc này còn không phải dễ dàng sao, chỉ cần một câu nói của Bộ trưởng Tiếu là đủ rồi, lại không phải là loại cấp bậc quân trưởng tư lệnh đúng không? Diệp Phàm nói. Liếc nhìn Vương Nhân Bàng một cái, đột nhiên ngộ ra điều gì, cười nói. Việc này thật ra còn có lý do khác ngoài vợ cậu giao cho. Điều này tôi cũng không rõ lắm, vợ cả ngày cứ lải nhải ở bên tai, phiền chết đi được. Việc này tôi lại không có bản lĩnh đưa Tiếu quân lên làm phó sư trưởng. Chỉ có thể đến làm phiền Diệp lão đại. Vương Nhân Bàng cười gượng. Không phải chứ, sao sớm không tới, muộn không tới lại tới vào lúc nào. Diệp Phàm nhìn Vương Nhân Bàng. Ý gì vậy Diệp lão đại? Vương Nhân Bàng hỏi. Ý gì, buổi sáng mới vừa ngồi ở văn phòng của bố vợ cậu, buổi tối cậu lại tới tìm tôi. Hai chuyện này có liên quan hay không? Diệp Phàm hỏi, kể lại mọi chuyện một lượt. Việc này thật sự tôi không rõ lắm. Nhưng chuyện của Tiếu quân thì Thập Lục đã lải nhải từ rất sớm rồi. Lúc ấy tôi còn nói, chỉ cần một câu nói của bố cô ấy thôi là có thể giải quyết được rồi sao phải lải nhải với tôi làm gì. Thập Lục nói bố cũng khó xử, ở vị trí của ông ấy cũng không tiện ra tay. Sẽ có người lời ong tiếng ve, tôi nói là anh trai của cô ấy sẽ lên được thôi, nhưng Thập Lục vẫn cằn nhằn bên tai tôi. Tôi phiền quá không chịu nổi nữa nên mới tới tìm anh. Vương Nhân Bàng tỏ vẻ nghiêm túc. Tôi hiểu, không phải Bộ trưởng Thiếu không tiện hành động, có lẽ là ở anh của cậu có người từ chức. Diệp Phàm đột nhiên nở nụ cười. Từ chức, là sao? Vương Nhân Bàng không hiểu. Báo săn. Diệp Phàm cười nói. Hiểu rồi, không lẽ thật sự còn liên quan đến việc từ chức này sao? Vương Nhân Bàng sửng sốt, cũng đã hiểu ra. Đúng vậy, cậu xem, nếu như đi vào thông qua đơn vị thì bố vợ của cậu ám chỉ đương nhiên có sự tác động của bên dưới rồi. Đến mọi người ở ủy ban quân giới đều phải nể mặt bố vợ cậu đúng không? Không phải là một chức phó sư trưởng, nếu như là vị trí mấu chốt như là quân trưởng thì chưa chắc là người ta sẽ vui vẻ đáp ứng. Quan trọng chính là báo săn thì khác, bởi vì sĩ quan sư đoàn báo săn phải do tổ A đồng ý mới được. Chỉ có ủy ban quân giới thì vẫn không được, bởi vì, báo săn chỉ là chi nhánh, trên thực tế vẫn là do tổ A chúng ta kiểm soát. 2. Tiểu tử đã sớm nói với cậu nhiều lần rồi nếu lần này có thể tham chiến nếu như có thể trở thành ủy viên nòng cốt, việc này cậu sẽ không cần phải phiền đến tôi. Cậu nói ra luôn ở trong cuộc họp là xong rồi. Diệp Phàm nói. Còn có loại đạo lý này, nhưng có anh hay không để giống nhau.
Hơn nữa, anh hiện tại chính là nhân vật số 2 ở tổ A, một chức vụ phó sư trưởng nhất định là được. Vương Nhân Bàng cười gượng. Để cậu lại dựa vào tôi đúng không? Diệp lão đại suýt nữa thì trợn trừng mắt. Cái đó thì đương nhiên, có cách gì đâu. Vương Nhân Bàng nói. Phiền phức, nếu muốn vào báo săn thì còn có vấn đề quan trọng. Diệp Phàm đột nhiên nghĩ đến chuyện này. Vấn đề quan trọng, anh nói xem. Vương Nhân Bàng hỏi. Báo săn là đơn vị bên ngoài của tổ A, vẫn hỗ trợ cho tổ nòng cốt thứ 8. Hơn nữa, săn báo cũng là đơn vị dự bị của thành viên tổ A. Cho nên, sĩ quan chủ yếu của báo săn, ví dụ như là phó sư trưởng, tham mưu trưởng, chính ủy, những vị trí quan trọng này đều phải là thành viên của tổ A mới có thể được bổ nhiệm. Tiếu Quân hình như không phải thành viên chính thức của tổ A. Diệp Phàm nói. Thật đúng là vấn đề, Tiếu Quân không phải. Anh nói chuyện này chắc chắn là bố vợ tôi phải hiểu rõ, biết rõ là Tiếu Quân không có khả năng vào báo săn. Nhưng Thập Lục lại nói như thế, không lẽ chúng ta đã đoán sai ý của cô ấy? Vương Nhân Bàng hỏi. Lẽ nào lại đi đơn vị khác, vậy thì liên quan gì tới chúng ta? Đơn vị bình thường thì chúng ta sẽ không thể xen vào. Đó là trong phạm vi quyền lực của bố vợ cậu. Diệp Phàm lắc lắc đầu, nhìn Vương Nhân Bàng một cái, nói. Còn có một khả năng. Có thể là bố vợ cậu ám chỉ muốn đưa Tiếu Quân vào trong đội. Nhưng bản lĩnh của Tiếu Quân như thế nào? Vừa mới đột phá ngũ đoạn, sư phụ của Thập Lục trợ giúp. Vương Nhân Bàng nói. Vậy thì có chút manh mối rồi, nếu vừa mới đột phá ngũ đoạn, đây là chuẩn gia nhập tổ A, hiện tại nếu muốn gia nhập tổ phải tới ngũ đoạn. Chỉ là việc này sẽ rắc rối lớn, nếu Tiếu Quân nhất định gia nhập thì việc ở thành phó sư trưởng báo săn không thành vấn đề. Bởi vì Tiếu Quân vốn đã là thượng tá đoàn trưởng rồi. Vào báo săn có thể lên đại tá, chỉ là báo săn là tổ tấn công. Chuyện này, hệ số nguy hiểm sẽ không nhỏ. Việc này cậu vẫn nên đi về hỏi rõ thì tôi mới làm. Nếu không, hiểu sai ý của lãnh đạo thì phiền phức rồi. Như vậy đi, cậu về tâm sự với Thập Lục, tổ A cũng không phải bí mật gì với cô ấy. Diệp Phàm nói, vậy trước tiên ta hỏi cho rõ rồi tính, đừng lo làm chuyện xấu. Vương Nhân Bàng gật gật đầu, nhanh chóng hành động. Chỉ 3 tiếng sau, người này đã gọi điện đến, cười ha hả, nói. Diệp Đại, gần đúng như vậy, là muốn vào tổ A, chỉ là có chút thay đổi nhỏ. Ừ, nói nghe xem. Diệp Phàm nói. Tiếu Quân muốn đến làm việc dưới quyền tôi. Vương Nhân Bàng cười nói. Hai người thân thích cùng làm một chỗ không sợ người ngoài đàm tiếu sao? Diệp Phàm cười hỏi, trong lòng cũng đã hiểu. Trở thành thành việc chính thức của tổ A nhưng nhà họ Tiếu lại lo lắng khi công tác quá nguy hiểm, cho nên, công tác ở trong cục cảnh vệ tương đối là an toàn. Hơn nữa, công việc này có thể dễ dàng tiếp cận với lãnh đạo cấp cao. Những người trong cục cảnh vệ gặp lãnh đạo cấp cao dễ như ăn kẹo. Nếu như người cả ngày ở bên cạnh lãnh đạo thì lâu ngày lãnh đạo sẽ chú ý đến ngươi. Đến lúc ngươi phải xuống dưới thì có phải là có cơ hội rồi không? Tiếu Quân ở quân khu Yến Kinh là thượng tá. Đến tổ A có lẽ còn lên đại tá. Cứ như vậy thì có thể sẽ làm trợ thủ của cậu. Diệp Phàm nói. Ngay lập tức trở thành trợ thủ thì sẽ có lời đàm tiếu, trước hết để cho anh ấy phụ trách một phân tổ ở phía dưới cục, làm đội trưởng chắc là không thành vấn đề. Vương Nhân Bàng nói. Cậu nên kiểm soát cho tốt mới được, tốt nhất là giữ ở bên mình một thời gian ngắn, để cho Tiếu Quân quen với tình hình trong cục rồi sau đó mới để tự do làm đội trưởng. Chức phụ đội trưởng này tuy không phải là chức quan lớn gì nhưng phụ trách lãnh đạo một đơn vị thì không qua loa được. Diệp Phàm thận trọng dặn dò. Điều này em hiểu, thật ra anh ấy sớm đã có chuẩn bị rồi. Em nói rồi, cứ có chuyện gì chỉ cần em ở nhà là anh ấy chạy tới hỏi cái này cái kia, hóa ra là sớm đã có ý định này. Cũng tốt, trước kia anh ấy cũng biết rất nhiều chuyện, như thế này cũng tiện cho em. Vương Nhân Bàng nói. Sau đó Diệp Phàm cùng với Cung Khai Hà trao đổi ý kiến, nghe nói Tiếu Quân có thân thủ ngũ đoạn, có thể đưa người mới vào đương nhiên Cung Khai Hà cũng rất cao hứng. Hơn nữa, nhà họ Tiếu vốn có truyền thống nhà binh, phương diện tố chất chính trị căn bản là không cần lo lắng gì cả. Tổ A nhận người vào chú trọng thứ nhất là trình độ võ công, thứ hai là phương diện chính trị trong sạch. Một thành viên có thể trung thành với đất nước là quan trọng hơn bất cứ điều gì. Sáng sớm hôm sau, Tiếu Quân được đưa đến văn phòng Diệp Phàm. Người này có vẻ còn có chút khẩn trương, thấy ánh mắt sắc bén của Diệp Phàm nhìn chằm chằm mình, Tiếu Quân có vẻ có chút câu nệ. Ha ha, chúng ta cũng đã từng đánh nhau, ngồi xuống đi.
Diệp Phàm cười nói. Ngại quá, tổ tưởng Diệp, lúc ấy. Tiếu Quân hơi đỏ mặt. Không sao, không sao, ngồi đi. Nhân Bàng đánh nhau với anh bây giờ không phải trở thành em rể anh rồi sao? Cái này gọi là không đánh không quen mà. Diệp Phàm cười nói. Thật xin lỗi tổ trưởng, tôi đã sai. Tiếu Quân đứng nghiêm một cái, chào theo nghi thức quân đội. Đồng chí Tiếu Quân, tổ A Hoan nghênh đồng chí. Nhưng nghe nói là công lực của anh cũng là do người khác giúp đỡ mới lên được. Cho nên, bình thường phải tăng cường luyện công mới được. Chỉ có thực lực mạnh mẽ mới có thể đảm bảo an toàn cho lãnh đạo. Công tác trong cục cảnh vệ nhìn qua có vẻ là bình thường, nhưng trong đó cũng chưa tính thách thức tương đối lớn. Hoàn toàn không giống với nơi anh công tác trước kia. Diệp Phàm nghiêm túc dặn dò. Tôi hiểu sự giúp đỡ của tổ trưởng Diệp. Vẻ mặt của Tiếu Quân thực sự trang trọng nghiêm túc. Đồng chí Nhân Bàng, cậu dẫn anh ấy đi kiểm tra đi. Diệp Phàm nói, Tiếu Quân và Vương Nhân Bàng nghiêm một cái rồi đi ra ngoài. Tiếu Quân tôi trước kia thật đúng là có mắt như mù, tổ trưởng Diệp tuổi trẻ tài cao, thật đúng là một anh hùng xuất chúng. Tiếu Quân cảm thán nói. Ha ha, anh chỉ thấy anh ấy băng sơn thôi, sau khi vào rồi, anh sẽ có thể nhìn thấy thực lực của anh ấy. Anh nghĩ xem, anh ấy so với chúng ta đều nhỏ hơn. Nhưng người ta bây giờ có thể đạt tới trình độ mà chúng ta căn bản không thể đạt tới được. Hơn nữa, cậu ta xuất thân bình thường, tất cả những điều này đều là dựa vào bản thân cậu ta mà đạt được, thật không đơn giản. Vương Nhân Bàng hơi cười. Ừ, cậu ta chính là tấm gương của Tiếu Quân ta. Tiếu Quân cũng nói. Chương 3663, có ý gì? Tôi lại cảm thấy kỳ lạ, cha tại sao nhất định để anh vào tổ A? Mặc dù anh ở trong quân đội bình thường bây giờ cũng đã đến lúc đề bạt lên chức phó sư đoàn trưởng. Nếu như vào tổ A thì không bằng ở trong quân đội bình thường làm một thuộc hạ tốt. Vương Nhân Bàng nói. Cha nói, công tác của tổ A tuy là bí mật nhưng tổ A là nơi rèn luyện rất tốt. Chỉ cần an toàn ra khỏi thì khi ấy chính là lúc thành công. Cậu xem, thành viện tổ A các cậu sau khi xuất ngũ đều có nơi tốt để đến. Điểm quan trọng là ở phương diện rèn luyện bản thân, cha coi trọng điều này. Tiếu Quân nói. Nói cũng phải. Vương Nhân Bàng gật gật đầu. Đúng rồi, nghe nói lần thi đua đề bạt này cậu cũng đăng ký. Tiếu Quân hỏi. Ừ, có đăng ký rồi. Vương Nhân Bàng nói. Cha rất vui, nói là cậu cuối cùng cũng chí hướng rồi. Cha nói là cậu có năng lực, nhưng... Tiếu Quân dừng lại. Nhưng không có chí tiến thủ đúng không, thích ứng với mọi hoàn cảnh, thậm chí có chút tâm lý của kẻ lười biếng. Vương Nhân Bàng cười ha hả nói. Ha ha, coi như cậu tự hiểu mình. Tiếu Quân nói. Nháy máy đã đến cuối năm rồi, thủ đô có tuyết lớn. Còn về chuyện sân tập luyện của báo săn cũng tạm gác lại vì đến Tết. Thương thế của Hồng Tà cũng đã hồi phục được 8 phần rồi, nhưng thiên đao có lẽ phải nửa năm nữa. Diệp Lão Đại cũng không thể đợi được, quyết định ngày 28 đi Thái Lan một chuyến, giải quyết chuyện của nhà họ Trác, huống hồ. Chuyện mỏ Đồng Kỳ Sơn cũng phải thương lượng với núi Như Vĩ một chút, sau đó là cùng tập đoàn Thước Đông ký kết hợp đồng chính thức. Ngày 28 âm lịch, Diệp Phàm mang theo Hồng Tà, Lệ Vô Nhai và Phí Thanh Sơn, Sa Thiên, Lam Tổn Quân, Bao Nghị tới Thái Lan. Phong thái của Sơn Trang Tử Trúc Diệp vẫn như trước, nhưng vì sắp đến Tết và Sơn Trang Tử Trúc Diệp cũng theo phong tục mừng năm mới của người Trung Quốc. Thì Mạn đã sớm cho người treo đèn lồng đỏ theo phong cách người Trung Hoa từ trong ra ngoài Sơn Trang. Hôm nay có thêm hai con sư tử đá, Diệp Lão Đại, Sơn Trang này càng uy phong hơn. Lam Tồn Quân nhìn phía trước Sơn Trang cười nói. Ha ha, Thi Mạn thật sự rất hiểu tôi. Nói là dù ở Thái Lan cũng muốn cho tôi cảm giác như ở Trung Quốc. Diệp Phàm cười nói, Thi Mạn đã dẫn người làm ra cổng. Diệp Thiên Hạ theo yêu cầu của Diệp Phàm đưa hắn đi dạo một vòng, tiểu tử này vô cùng thỏa chí. Thi Mạn cùng với em trai Lạp Mông là hưng phấn nhất. Vừa thấy Diệp Phàm đã tới thân mật ôm. Diệp Phàm, mọi người đến thật là đúng lúc. Lạp Mông cười nói. Ồ, không lẽ có chuyện tốt cho chúng tôi sao? Diệp Phàm cười hỏi. Đương nhiên rồi, hôm nay là sinh nhật của công chúa Thải Nạp, con gái của Lý Thân Vương Đỗ Đức, đến lúc đó sẽ có rất nhiều khách quý. Hơn nữa, muốn góp vui cho sinh nhật của công chúa nên cao thủ của đội cảnh vệ hoàng thất đều đem khả năng thật sự ra biểu diễn. Lạp Mông cười tủm tỉm. Đội cảnh vệ của Hoàng Thất là đội ngũ như thế nào? Diệp Phàm hỏi. Đó là cận vệ của quốc vương từ mấy trăm năm nay, gần giống với thân phận vệ sĩ trung viên hải của TQ các vị.
đương nhiên là trung tâm bảo vệ của cận vệ quốc vương chỉ là thành viên của vương thất. Nhân số của đội tuy rất đông, nhưng phần lớn chỉ là quân thân vệ. Còn đội cảnh vệ chân chính của hoàng thất thì tất cả đều là tinh anh. Nghe nói có hơn 200 người, bọn họ đều là cao thủ. Tinh thông các loại súng ống cùng với một số vũ khí lạnh hiện đại. Có thể vào được đội cảnh vệ của vương thất là vinh quang cực lớn. Lạp Mông cười nói. Có phải tiểu tử ngươi cũng muốn vào không? Diệp Phàm nói đùa. Đúng, em thật sự cũng muốn vào. Nhưng làm thành viên bình thường thì em không có hứng thú. Lạp Mông cười nói. Với công lực hiện tại của cậu đã gần đạt tới thất đoạn của Thái Quyền Hoàng gia. Nếu như có thể vào được đội cảnh vệ đứng đầu một phân đội thì được. Diệp Phàm cười nói. Em không muốn đứng đầu một phân đội, em muốn là phó thủ lĩnh của thân vệ quân. Đại thủ lĩnh thì em không dám nghĩ, đó là độc quyền của Bồng La Đến, em đương nhiên không bằng hắn. Nhưng với thân thủ của em muốn trở thành phó thủ lĩnh thì có thể được. Bởi vì, phó thủ lĩnh Khắc Lý Cương cũng là Thái Quyền Hoàng. Đội thân vệ có 4 phó thủ lĩnh, Khắc Lý Cương có thể làm được thì tại sao em lại không thể? Lạp Mông có chút tức tối. Thật ra, phụ thân Lạp Lạc Đế của Lạp Mông tuy là thân phương được phong hào nhưng quan hệ thân thích với gia tộc của quốc vương hiện tại đã quá xa rồi. Theo quy củ của Vương quốc Thái Lan, quan hệ huyết thống trong vòng 5 đời đều có thể xưng là thành viên vương thất. Điều này chỉ là tương đối thôi. Bởi vậy, thành viên của vương thất có xa thì cũng có gần. Người ta thì thật ra cũng không khác mấy so với cấp bậc quý tộc bình thường. Thân vương Lạp Lạp Đến chỉ là một thân vương được phong thôi, trong thành viên vương thất của Thái Lan thì đương nhiên là ông ta bị ra rìa. Cho nên, Lạp Mông vẫn muốn gia nhập đội cảnh vệ cũng có nghĩ là muốn gia tăng tầm quan trọng của gia tộc trong vương thất. Bồng La Đế lợi hại thế nào? Lam Tồn Quân không nhịn được hỏi. Ông ta lợi hại thế nào thì tôi không rõ lắm. Nhưng dù sao thì những người thân thủ như chúng tôi chỉ cần không quyền của ông ta là ngã xuống rồi. Năm đó phó thủ lĩnh Khắc Lý Cương vừa đinh khiêu chiến với ông ta, kết quả bị ông ta một quyền đánh cho răng rơi đầy đất. Bồng La Đế nổi giận, lần đó, ông ta dùng một cước đá sụp cả một tòa nhà. Cho nên, sau này không ai còn dám khiêu chiến với ông ta nữa. Lạp Mông nói, Bồng La Đế lợi hại như vậy, ở trong vương thất rất được sủng ái đúng không? Diệp Phàm thản nhiên hỏi. Cái đó thì đương nhiên, vương thất tặng cho ăn 5 người con gái xinh đẹp nhất Thái Lan. Còn có một trang viên rất lớn. Thưởng cho hắn 10 mấy người hầu. Tiền lương hàng năm cũng rất kinh khủng, nếu đổi ra nhân dân tệ cũng không dưới 2.000 vạn. Hơn nữa, Bồng La Đế này đi đến đâu mọi người cũng đều nhiệt tình chiêu đãi. Nhưng người này cũng rất quái gở. Rất ít tiếp xúc với mọi người, vẻ mặt bình thường đều giống như bức tượng gỗ. Tất cả mọi người đều sợ ông ta. Lạp Mông nói. Lạp Mông, nếu cậu có thể làm phó thủ lĩnh thì có lợi gì cho gia tộc Lạp Lạc Đế? Bao Nghị hỏi thẳng. Đương nhiên là nhiều rồi, trường đoàn 3711 đã liên lạc chưa? Đã liên lạc rồi, họ nói bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể đưa người sang ký hợp đồng. Hơn nữa, họ dường như cũng khá nóng vội, liên tục thúc giục chúng ta. Lam Tồn Quân nói. Trường 3664. Tiệc của vương gia. Ha ha, thứ bọn họ sốt ruột chỉ là mỏ đồng núi bối tây, sợ thất bại. Chuyện bên này xử lý xong thì mới có thể xử lý chuyện bên kia. Đây là điều kiện đầu tiên của tôi với bọn họ. Diệp Phàm cười nói, buổi tối, một con chim lớn lặng lẽ bay vào sơn trang tử Diệp Lâm. Thời gian trước, tập đoàn Thước Đông khai thác mỏ đồng bị tấn công, đã làm rõ là ai làm chưa? Diệp Phàm hỏi, trước kia cho rằng người của Phỉ Lão làm. Nhưng lần trước anh đã dặn tôi phải theo dõi người của Phỉ Lão. Cho nên khi tập đoàn Thước Đông khai thác mỏ đồng tôi đã đích thân đi theo dõi phía Phỉ Lão. Kỳ lạ là người của Phỉ Lão khi đó cũng không có động tĩnh gì. Nếu như có hành động gì thì ít nhất cũng sẽ khiến tôi phát hiện ra. Thủ lĩnh núi Ngưu Vĩ Diều Hâu nói. Không lẽ thật sự không phải là người của Phỉ Lão làm, bọn họ chỉ cách mỏ đồng Kỳ Sơn chỉ khoảng 50 km, trừ mọi người ra thì bọn họ là ở gần mỏ đồng nhất. Diệp Phàm có chút nghi hoặc. Đúng vậy, tôi cũng vẫn thắc mắc điều này. Sau khi không phát hiện được điều gì, tôi trở về mỏ đồng Kỳ Sơn bắt một vài công nhân thẩm vấn thử. Nhưng mấy tên đó quá lợi hại. Trong đó có cái tên đã đánh với chúng tôi một chưởng, làm tôi bay mấy chục mét. Chỉ chớp mắt đã không thấy tắm hơi hắn đâu. Tuy rằng chỉ chạm mặt nhau một chưởng, nhưng tôi cảm giác là tên đó rất mạnh. Toàn thân đầy sát khí, có lẽ là đã giết không ít người. Diều Hâu nói.
Chuyện này cũng thật phiền phức, nếu không tìm thấy chủ của mỏ đồng thì căn bản là không có cách nào khai thác tiếp được. Nếu mọi người qua để làm nhiệm vụ bảo vệ sợ rằng mọi người cũng sẽ bị tổn thất. Diệp Phàm nói, ừ, chỉ sợ tên đó lợi hại hơn ta. Hơn nữa, tôi cũng không thể ở mỏ đồng lâu dài được, đúng không? Diều Hâu nhăn mặt, có lẽ nào là công ty cạnh tranh, đối thủ cạnh tranh thuê sát thủ quốc tế gì đó làm. Chỉ cần ngươi khai thác thì bọn chúng sẽ quấy rối, đến khi ngươi phải bỏ cuộc mới thôi. Lam Tồn Quân nói, đúng là có khả năng này, còn có một khả năng nữa, kẻ hạ thủ chính là kẻ đối đầu hoặc kẻ thù của tập đoàn Thức Đông. Giống như thù hận của chúng ta và nhà họ chắc không thể hóa giải được. Nhưng dường như lại không đúng. Nếu như quả thật là kẻ thù thì sao không nhắm thẳng vào tập đoàn Thước Đông? Trực tiếp đả kích tập đoàn Thước Đông không phải là hiệu quả sẽ cao hơn sao? Hủy một mỏ đồng thì cũng không thể phá được tập đoàn của người ta đúng không? Diều Hâu nói, tôi suy nghĩ có phải là trong mỏ đồng Kỳ Sơn có bí mật gì? Có người biết được bí mật này nên không muốn để người phá hoại cho nên mới ngăn cản không cho khai thác. Bao Nghị nói, không nói nữa, tối chúng ta đến Đế Hà Sơn Trang ăn cơm. Sáng ngày mai chúng ta tới nhà họ Trác giải quyết chuyện đó trước rồi mới tính đến chuyện khác. Hơn nữa, tôi nghĩ, khi thật sự không điều tra ra được thì chúng ta dụ rắn ra khỏi hang, để tập đoàn Thước Đông khai thác mỏ đồng trở lại, chúng ta sẽ mang theo mấy cao thủ bảo vệ. Đến khi đó nếu có người muốn phá thì bắt lại thẩm vấn là được rồi. Như vậy lại đơn giản nhất. Diệp Phàm khoát tay áo, nhìn Diều Hâu một cái, cười nói. Đúng rồi Diều Hâu, người có đồng ý vào cung làm thủ lĩnh đội cảnh vệ của Hoàng Thất không? Thủ lĩnh đội cảnh vệ Hoàng Thất là có ý gì? Diều Hâu hỏi, Diệp Phàm kể lại chuyện gia tộc Lạp Lạc Đế. Đội cảnh vệ của Hoàng Thất tuy là rất vinh quang, nhưng ràng buộc cũng không ít, ta không thích cuộc sống như vậy. Nhưng nếu có thể làm cho người dân của núi Ngưu Vĩ được sống hạnh phúc, Diều Hâu tôi đồng ý làm công việc này. Như cậu nói, nếu tôi ở trong độ cảnh vệ của Hoàng Thất thì có thể làm chương thứ 3712. Mercedes-Benz Ferrari ở đây cũng có vẻ rất bình thường. Audi P7 của đám người Diệp Lão Đại sắp thành đồ bỏ đi rồi. Đương nhiên, xe của thân vương Lạp Lạc Đế là Mercedes, chỉ là Diệp Lão Đại không muốn vừa mới bắt đầu đã thái quá nên mới chọn đi Audi. Đội ngũ bảo vệ mặc trang phục màu vàng đứng ở cửa, trong tay đều có súng đã được lên đạn. Đương nhiên, cũng còn có mười mấy người đẹp đứng ở cửa đón khách. Còn con lớn của thân vương Đỗ Đức Lý cùng với quản gia Chu Cổ Lạp đứng ở cổng đón khách. Bởi vì, thân vương Đỗ Đức Lý rất cưng chiều con gái Thải Nạp nên mới đặc biệt chuẩn bị như vậy. Đương nhiên là làm em trai của quốc vương, thân phận này cũng rất kinh người ở vương quốc Thái Lan. Đương nhiên, từ phương diện an toàn, khách quý còn phải bị nhận diện mặt. Đám người Diệp Phàm dưới sự hướng dẫn của Lạp Lạc Đế cho nên dễ dàng qua cửa này. Cả nhóm thuận lợi đi vào trong trang viên Đế Hà. Chỉ quét qua một góc trang viên, phát hiện ra Phật đường, hoa viên, bể bơi, phòng tiệc đều thu gọn trong tầm mắt. Bên trong lại càng lung linh chói mắt. Phòng tiệc hết sức xa hoa, cao tới hơn 20 mét, chiều rộng có lẽ phải chứa được tới 200-300 khách. Quanh phòng tiệc là các khu với các chức năng khác nhau. Chẳng hạn như, khu vực quầy bar, một cô gái Thái Lan mặc trang phục lộng lẫy thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người. Những món đồ vàng bạc đặt trên quầy bar, ngay đến cả những chiếc ly rượu đều có vẻ là đồ cổ, vô cùng sang trọng. Mọi người nhìn trên nóc nhà đi, bông hoa sen bằng vàng kia tiêu tốn mấy thùng vàng của thân vương Đỗ Đức Lý. Trên cơ bản mặt ngoài chỉ là một lớp vàng mỏng, bông hoa sen khổng lồ này chính là làm từ một khối vàng phiến. Lạp Mông chỉ lên trên nóc nhà nói. Còn lâu mới tới lúc khai tiệc, chúng ta tới Phật đường ngắm cảnh đi. Lạp Mông cười nói, 90% người ở Vương quốc Thái Lan đều tin Phật. Nghe nói Vương quốc Thái Lan có Hoàng Bào Phật Quốc nổi tiếng, có hơn 2.000 năm lịch sử Phật giáo, ở một quốc gia có xinh đẹp giàu có hơn 3 vạn ngôi đền cổ tràn ngập sắc thái thần thoại và những cung điện nguy nga tráng lệ. Chùa chiền của Thái Lan bề ngoài rất to lớn đồ sộ, kiến trúc, trang trí tinh xảo tuyệt vời, được ca ngợi là bảo tàng nghệ thuật của Thái Lan. Là quốc bảo, tinh hoa văn hóa của Thái Lan. Lam Tồn Quân cười nói. Đúng vậy, anh xem trong trang viên của tôi cũng có Phật đường. Trong trang viên biệt thự của những nhà giàu có hầu hết đều có Phật đường. Chỉ là quy mô lớn hay nhỏ thôi. Giống như Phật đường của thân vương Đỗ Đức Lý thì chính là cực đỉnh. Phật đường nhà tôi chỉ là quy mô trung bình. Lạp Mông cười nói, mấy người đi thẳng đến Phật đường. Phật đường của thân vương Đỗ Đức Lý có thể nói là cực đỉnh.
chỉ chiều dài cũng đã 5-60 mét, chiều rộng cũng đến 30 mét, nguy nga lộng lẫy đủ khiến cho người ta hoa mắt. Đi vào căn bản đều là một màu vàng rực rỡ, ngay cả sàn nhà cũng là dát bằng vàng lá. Đây không phải là tượng 18 vị La Hán sao? Lam Tồn Quân chỉ vào những bức tượng La Hán cười nói. Đúng vậy, đây là La Hán Bố Đại, anh xem, trên vai không phải là đang đeo một cái túi sao? Đó là La Hán Trường Mi, lông mi của vị này đều sắp dài chạm đất rồi, còn có La Hán Trầm Tư giống như người đang suy nghĩ. Bao Nghị ra vẻ như hiểu rất rõ về 18 vị La Hán, giới thiệu như học thuộc lòng. Truyền thuyết Phật Thích Ca Mâu Ni để có thể lưu truyền Phật Pháp lại cho đời sau, khiến cho chúng sinh có thể có cơ duyên nghe Phật Pháp. Người đã dặn dò 16 vị La Hán vĩnh viễn ở lại trần gian, phân bố ở khắp nơi truyền Phật Pháp, giúp đỡ chúng sinh. Sau khi Phật Pháp truyền tới Trung Hoa chúng ta, 16 vị La Hán trở thành đề tài sáng tác của các nhà nghệ thuật, lại thêm 2 vị nữa, trở thành 18 vị La Hán. Phí Thanh Sơn cũng tỏ vẻ hứng thú với vấn đề này. Kỳ lạ, tại sao thân vương lại thờ phụng 18 vị La Hán? Đây rõ ràng là có mang sắc thái văn hóa Trung Hoa. Diệp Phàm nói, đúng lúc này, Diệp Phàm đột nhiên ngây người, mấy phút sau cũng không phản ứng gì. Ngây ra vậy, không phải bị màu vàng làm hoa mắt chứ? Hồng Tà cười, đùa Diệp Phàm. Ông xem, La Hán Khánh Hỷ này có phải có gì đó đặc biệt không? Diệp Phàm hỏi. Có gì đặc biệt, hình như là không có gì lạ cả, không phải chỉ là đất sét mạ vàng thôi sao? Hồng Tà sờ sờ đầu nói. Có gì lạ hơn không? Diệp Phàm hỏi. Có gì, không có gì cả, mọi người thấy có gì không? Hồng Tà quay đầu hỏi mọi người, nhưng tất cả mọi người đều lắc đầu nói không phát hiện ra điều gì. Có lẽ là ta hoa mắt. Diệp Phàm lắc lắc đầu như tự giễu. Có phải cậu nhìn thấy cái gì? Lệ Vô Nhai truyền âm nhập mật nói, bởi vì ở trong Phật đường này không chỉ có mỗi mình người của Diệp Phàm, còn có cả khách khứa vào thăm. Đặc biệt còn có một vài phu nhân và các tiểu thư đang quỳ lạy. Ừ, tôi phát hiện ra La Hán Khánh Hỷ trên lưng giường như có một đôi cánh. Đôi cánh này gần như cánh của hùng ưng. Gần giống với đôi cánh diều hâu mà ta mới dung hợp hồn khí thành. Nhưng mọi người đều nói là không nhìn thấy. Nhưng tôi dùng mắt ưng có thể nhìn thấy hình dáng mờ mờ của đôi cánh khẽ động. Hơn nữa, có thể khẳng định tuyệt đối không phải là làm từ nước sử nữ. Diệp Phàm nói, có lẽ chỉ có thể dùng mắt ưng đặc biệt của cậu mới có thể phát hiện ra, còn chúng tôi thì không có cách nào cảm nhận được. Đôi cánh này nhất định là không thể nhìn được bằng mắt thường. Mặc dù tôi và Hồng Tà có công lực cao như vậy nhưng cũng không phát hiện ra. Lệ Vô Nhai nói, chờ đến nửa đêm tôi lại qua đây tìm hiểu một chút. Hiện tại quá nhiều người không tiện tìm hiểu. Nếu xảy ra chuyện gì thì sẽ phiền toái cho nhà Lạp Lạc Đế. Diệp Phàm nói. Chương 3665, đánh cuộc một phen. Phật đường của thân vương có lẽ sẽ không dễ vào, nơi này nhất định là cả tối đều sáng như ban ngày. Hơn nữa, nhất định là có nhiều camera, mà những camera này sẽ được giấu kín, khó phát hiện ra. Chỉ sợ cậu phá được vài cái thì vẫn còn có cái chưa phát hiện ra, hơn nữa. Cậu không thể tàng hình mà đi vào. Lệ Vô Nhai nói. Vậy thì ngắt điện. Diệp Phàm nói. Nếu ngắt điện thì sẽ tạo động tĩnh lớn, cậu không phát hiện ra là trong trang viên thân vương còn có khá nhiều vệ sĩ mang súng sao. Lệ Vô Nhai nói. Huống hồ, có lẽ trong nhà thân vương còn có máy phát điện gì dự phòng. Không sao, đến lúc đó ba người chúng ta cùng làm còn không làm được sao. Nếu ngắt điện thì đám vệ sĩ nhất định phải bảo vệ người nhà thân vương và những nơi bí mật đầu tiên. Ví dụ như nơi cất giữ của cải, tượng La Hán ở Phật đường này cũng không phải làm bằng vàng ròng, nhất định là sẽ bị xem nhẹ. Diệp Phàm nói. Cũng được, chỉ là nếu bị phát hiện thì chúng ta còn có thể chạy được sao? Lệ Vô Nhai cười nói. Bữa tiệc đã sắp bắt đầu. Đầu tiên là thân vương Đỗ Đức Lý cùng một đám người vây quanh đi vào. Tất cả khách đều đứng lên vỗ tay chào mừng. Thân vương mặc trang phục hoàng thất, trên người đeo một số trang sức sang trọng nên càng hiện lên vẻ cao quý tôn nghiêm. Đoàn người ngồi xuống, thân vương ngồi ở vị trí đối diện. Vừa lúc đối diện với chiếc bàn tròn lớn của các vị khách đến. Hơn nữa, nơi thân vương ngồi cũng không phải là bàn tròn mà là một cái bàn hình chữ nhật giống như các hoàng đế Trung Hoa. Đương nhiên là chiếc bàn này rất sang trọng. Toàn bộ cái bàn đều khắc hoa văn tinh xảo. Nhìn qua giống như làm bằng vàng ròng, chắc chắn là được làm bằng đồng thau tinh khiết và mạ bằng vàng lá.
Về khay ở trên bàn không phải là đồng thì cũng là bạc, rất sang trọng trang nhã. Kỳ lạ, người này tại sao cũng tới? Lạp Mông đột nhiên hạ giọng nói thầm một câu. Ai? Diệp Phàm dùng truyền âm nhập mật nói. Tên Bồng La Đế kia, đúng rồi, chính là cái tên râu dài mắt to ngồi ở bên cạnh thân vương không xa đó. Lạp Mông nói. Diệp Phàm phát hiện ra, diện mạo của Bồng La Đế nhìn rất bình thường. Người khoảng 1m7, theo tiêu chuẩn chọn chồng của các cô gái quý tộc hiện giờ thì có thể nói là bán tàn phế. Người này tuy rằng diện mạo bình thường, nhưng dáng ngồi lại khiến cho người ta có cảm giác như ngọn núi lớn, khiến cho người ta không thể không chú ý đến hắn. Diệp Phàm dùng mắt ưng đảo qua, suýt nữa thì bật cười. Biết Bồng La Đế này lúc nào cũng phát ra bên ngoài những tia nội khí rất nhỏ. Cứ như vậy, nội khí này chạm tới mọi người tạo ra một loại áp lực, khiến cho hình ảnh của Bồng La Đế trở nên cao lớn lên. Nhưng nếu cứ như vậy Bồng La Đế sẽ tương đối khó chịu, giống như là bất cứ lúc nào cũng phải đề phòng phải đánh nhau với người ta. Người này vì chút mánh khóe lấy danh tiếng mà phải làm khổ mình. Lạ thật, Bồng La Đế hình như không phải là người Thái Lan. Diệp Phàm hỏi. Thái Lan gồm có hơn 30 dân tộc Thái là dân tộc chính, chiếm 40% tổng số dân, còn lại là người Lào, người Hoa, người Mã Lai, người Khmer cùng với các dân tộc ở vùng núi. Lạp Mông nói. Nghe nói là người Thái là Anhem với người dân tộc Tráng ở Trung Hoa, nhưng màu da người đó có chút kỳ lạ. Lam Tổng Quân khẽ xen vào nói. Đúng vậy, da của y đen hơn so với chúng ta một chút. Nhưng không thể nói là người da đen, chỉ là đen hơn một chút thôi, nhưng lại không giống với người Mã Lai. Hơn nữa, trong màu da còn có màu rám nắng, có phải là con lai giữa người châu Á với người da đen? Lạp Mông nhỏ giọng cười nói. Ừ, có lý. Diệp Phàm gật đầu nói, phát hiện ra là bây giờ theo vị trí sắp xếp của mọi người là có thể biết được địa ẩn vị trong gia tộc. Còn người của gia tộc Lạp Lạc Đế bị sắp xếp ngồi ở bàn tròn thứ hai, điều này chứng tỏ gia đình thân vương đang sa sút. Những người ngồi ở bàn trước là những người như thế nào? Diệp Phàm thuận miệng hỏi. Mấy thân vương rất có thế lực hiện nay, thêm vào đó là những quan chức chính phủ có quyền lực thực tế cùng với một số cự phú có tài sản vài tỷ và có họ hàng xa với vương thất. Lạp Mông khinh thường nói, thật ra, Diệp Phàm biết là trong lòng y đang khó chịu. Nếu như là cự phú không có họ hàng với hoàng thất thì không có tư cách ngồi ở bàn đầu đúng không? Diệp Phàm hỏi. Đương nhiên, người dù có tiền nhưng nếu như không có huyết thống hoàng gia thì không có tư cách ngồi bàn đầu, ngay cả bàn thứ hai người cũng không có tư cách để ngồi. Bởi vì đây là cuộc gặp gỡ của hoàng thất. Lạp Mông nói. Gia tộc Lạp Lạc Đế của chúng ta còn có chút địa vị mà, cậu xem. Có nhiều người đến đây như vậy đâu còn có thể ngồi ở vị trí thứ hai đúng không? Diệp Phàm cười nói. Hai, không hẳn, hàng thứ ba chính là quý tộc và cự phú. Lạp Mông lắc lắc đầu có chút mất mát. Gia tộc Lạp Lạp Đế ở trong vương thất đã bị ra rìa rồi, thuộc hàng dưới rồi. Không lẽ thân vương Lạp Lạc Đế cũng sắp đổ bệnh rồi, ai cũng đứng ngồi không yên rồi. Ừ, tại sao hắn cũng tới? Lạp Mông ngây người. Lại có ai nữa? Diệp Phàm hỏi. Ngươi nhìn xem, cái tên mũi cao kia chính là phó thủ lĩnh Khắc Lý Cương, còn lão già dâu hồng ngồi bên cạnh chính là sư phụ của hắn Hồng Toàn. Trước kia tôi vốn muốn khiêu chiến với Khắc Lý Cương nhưng chỉ sợ sư phụ của hắn hạ độc thủ. Lạp Mông nói. Không phải là lúc đó tài nghệ không bằng người ta nên không dám sao? Diệp Phàm cười nói, PM hơi đỏ mặt, buồn rầu không nói gì. Đúng rồi. Nếu cậu khiêu chiến thành công thì có phải là cậu có thể thay thế vị trí của Khắc Lý Cương? Diệp Phàm hỏi. Đúng vậy, người cho rằng có thể khiêu chiến người nào thì chỉ cần xin với Ủy ban Hoàng thất là có thể ra tay. Sau khi được phê chuẩn, một khi chiến thắng là có thể thay thế vị trí của hắn, còn Khắc Lý Cương sẽ xuống làm đội trưởng phân đội. Dĩ nhiên là nếu Khắc Lý Cương cho rằng mình có thực lực thì sau này có thể khiêu chiến trở lại. Cho nên, các phó thủ lĩnh của đội cảnh vệ Hoàng thất đều nỗ lực. Chỉ sợ bị người khác cứa mất vị trí. Lạp Mông nói. Nếu người khác dùng chiến thuật bánh xe, hôm nay một người đến khiêu chiến, ngày mai lại tới một người thì công lực có kém một chút cũng có thể đánh thắng được ngươi, cái này dường như không được khoa học. Lam Tổng Quân hỏi. Điều này thì Hoàng thất đương nhiên sẽ có quy định, khiêu chiến phải có khoảng cách thời gian nhất định. Ví dụ như, đợt thứ hai phải sau một tháng hoặc gì đó để ngăn chặn những sơ hở đó. Lạp Mông nói. Khắc Lý Cương có sư phụ nên cậu không dám khiêu chiến với hắn, còn các phó thủ lĩnh khác thì sao?
Diệp Phàm hỏi. Điều này. Lạp Mông hơi đỏ mặt, Diệp Phàm có thể hiểu được, công lực của Lạp Mông không bằng ba người kia, trong bốn người thì Khắc Lý Cương là người có công lực yếu nhất, chỉ là hắn có sư phụ chống lưng, khiến cho Lạp Mông buồn bực như vậy. Lúc này, ban nhạc chơi một bản nhạc vui vẻ. Công chúa Thải Nạp sắp lên sân khấu. Lạp Mông khẽ nói, Diệp Phàm phát hiện, mọi người đều nhìn về phía cửa lớn. Không lâu sau, một cô gái mặc váy dài dạ hội màu trắng, đầu đội mũ công chúa Thái Lan cùng một đám bạn nam thanh nữ tú mạnh mẽ đi đến. Đại sảnh liền sôi nổi hẳn lên, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Đoàn người công chúa Thải Nạp chậm rãi tới trước mặt thân vương, cúi người hành lễ rồi đi tới ngồi ở hàng ghế trước quầy ba bên trái. Trên quầy ba dài đến 20-30 mét bày đầy các loại đồ ăn, hoa quả, đồ uống đẹp mắt, cần thứ gì đều có thứ đó. Những người ngồi ở quầy ba đều là những người bạn của công chúa Thải Nạp, rất nhiều mỹ nữ và các anh chàng đẹp trai. Nhưng Diệp Phàm phát hiện ra, tất cả mọi người đều không động tay. Đang buồn bực thì một tiếng chuông đồng hồ cổ vang lên, Lạp Mông mới đưa tay ra, cười nói. Có thể ăn rồi. Ha ha, ở đây cũng có quy tắc ăn cơm theo giờ này, thú vị thật. Bao Nghị cười ha ha xoay người về phía một miếng bánh ngọt. Cắn một miếng to, khen. Ngon. Lam Tổn Quân nghe thế cũng ăn một miếng, liền nhíu mày, Bao Nghị hắc hắc cười đều. Tên này, lừa ta hả? Tiểu Lam phẫn nộ trừng mắt nhìn Bao Nghị. Khi đã choáng choáng say là lúc một người có vẻ là quản gia đứng lên, phẩy tay một cái, âm nhạc dừng lại. Tôi thay mặt cho thân vương Đỗ Đức Lý tôn kính long trọng tuyên bố, sau đây sẽ là màn biểu diễn võ thuật đỉnh cao của thành viên đội cảnh vệ hoàng gia của chúng ta. Ông ta vừa nói xong. Một nhóm người hùng dũng từ ngoài tiến vào. Trong vòng 10 phút đã dựng được một võ đài biểu diễn tạm thời, bên dưới trải một lớp xốp gì đó. Không lâu sau, vài thành viên đội cảnh vệ hoàng thất hùng dũng lên võ đài, bắt đầu đấu, khi nào có người thắng là mọi người đều vỗ tay khen ngợi. Sử dụng kỹ năng như thế này thì có gì hay, thật là vô nghĩa. Lạp Mông hừ nói, có vẻ tầm mắt của người này hiện giờ cũng khá lên nhiều. Sau khi rằng có một lúc, Diệp Phàm phát hiện ra, thàn viên bình thường của đội cảnh vệ hoàng thất cũng chỉ có thân thủ nhị đoạn, còn kém hơn so với báo săn, chỉ lợi hại hơn một chút so với người bình thường mà thôi. Sau đây chúng ta trân trọng mời phó thủ lĩnh Khắc Lý Cương biểu diễn cho chúng ta xem tài năng võ thuật của mình. Quản gia lại nói. Khắc Lý Cương mũi to ngẩng đầu, ưỡn ngực nhảy lên võ đài, ra thế, quyền thế như hổ, nhất thời từng đường quyền đều rung động trong không trung, lại có cả âm thanh mạnh mẽ. Nhưng Khắc Lý Cương cũng chỉ trên dưới thất đoạn, cho nên, nội khí phóng ra ngoài đều làm không tới, đương nhiên là để dọa người thường thì vẫn được. Khắc Lý Cương, ta Lạp Mông chính thức khiêu chiến ngươi. Thấy Diệp Phàm gật gật đầu, Lạp Mông đột nhiên bước tới võ đài lớn giọng nói. Cả phòng đều trở nên yên lặng, đám khách thân vương dường như bị kích thích, dướn dài cổ như muốn nhìn cho rõ trận quyết đấu. Chỉ thân vương Đỗ Đức Lý là có vẻ suy nghĩ, dù sao biểu diễn là biểu diễn. Không nhìn ra được công phu thực sự. Là ngươi, không phải là Khắc Lý Cương ta mạnh miệng, Lạp Mông, tốt nhất là ngươi nên cút mau đi, đừng để bị mất mặt trước thân vương. Đến khi đó, ngươi sẽ làm mất mặt gia tộc Lạp Lạc Đế. Khắc Lý Cương thật sự kiêu ngạo, vẻ mặt khinh thường. Đối với một thân vương đã hết thời, y sẽ không cần nể mặt. Chương 3666, cái gì cũng muốn. Khắc Lý Cương. Ngươi làm nhục gia tộc Lạp Lạc Đế cao quý của chúng ta. Hôm nay ta thay mặt cho gia tộc Lạp Lạc Đế chính thức khiêu chiến ngươi. Nếu ngươi không dám ứng chiến thì mau cút ra khỏi đội cảnh vệ hoàng thất, đội cảnh vệ không cần người hèn nhát như ngươi. Lạp Mông tức giận khiến cho khí thế tăng lên. Có thể như vậy là bởi vì có Diệp Lão Đại đang ở đây, hơn nữa đêm qua Diệp Lão Đại đã giúp võ công của y lên tới bát đoạn khai nguyên. Cao hơn Khắc Lý Cương một giới, đương nhiên là dũng khí tăng lên nhiều. Hơn nữa, có Diệp Phàm ở đây cũng không sợ Hồng Toàn ngấm ngầm dở thủ đoạn. Nếu ngươi thua thì sao? Khắc Lý Cương khinh thường nhìn Lạp Mông. Nếu Lạp Mông ta thua thì ta sẽ tự xin quốc vương từ bỏ tước vị thân vương. Từ nay về sau Lạp Lạc Đế chỉ là thường dân. Hơn nữa, ngoài ra còn tặng cho ngươi 2 triệu đô la tiền đánh cuộc. Nếu Khắc Lý Cương ngươi thua thì xin mời cút khỏi đội cảnh vệ hoàng thất. Bởi vì ngươi làm xấu mặt đội cảnh vệ của chúng ta. Lúc này, thân vương Lạp Lạc Đế cũng vô vùng dũng khí đứng dậy hô. Tức khắc, cả phòng ồ lên, khoản tiền cược này rất cao, đối với một thân vương phong hào thì số tiền này rất quan trọng. Đây là vinh quang hoàng thất trao cho Lạp Lạc Đế.
Khắc Lý Cương sẽ không thua vì nó là đồ đệ của Hồng Toàn ta. Lạp Lạc Đế, ông mau còn không mau cút khỏi nhà thân vương Đỗ Đức Lý về nhà ôm con đi. Nói cách khác, mất đi thân phận vương thân phong hào thì gia tộc Lạp Lạc Đế của các người không khác gì chó, hoàn toàn là thứ gia tộc hạ đẳng. Lúc này, lão già Hồng Toàn kiêu ngạo đứng lên. Diệp Phàm hiểu, lão già này đang dùng kế khích tướng. Nhưng Diệp lão đại cười lạnh ở trong lòng, lần này ngươi tự lấy đá đập vào chân mình rồi. Lạp Mông càng không thể thua, bởi vì Lạp Mông là con của Lạp Lạc Đế ta. Hồng Toàn, mau cút khỏi đội cảnh vệ hoàng thất đi, nếu không đến khi bị thua thì càng mất mặt hơn đó. Lạp Lạc Đế nói, các người khiêu chiến thì chúng ta ứng chiến, nhưng nếu gia tộc Lạp Lạc Đế khiêu chiến với tôi thì chúng tôi lo rằng gia tộc Lạp Lạc Đế các người sẽ dùng cách lấy nhiều đánh ít. Dù sao thì nhà các người cũng đông người, cho nên, tôi đề nghị, hai thầy trò chúng tôi sẽ ứng chiến với gia tộc Lạp Lạc Đế. Hai bên cùng đưa ra hai người, chỉ cần bên nào cuối cùng còn có người đứng thì là thắng. Thêm một chút yêu cầu là nếu các người thua thì đưa cho chúng ta pho tượng kim lân nhà các người là được. Hồng Toàn dùng nội khí nói, nhưng tất cả 200 khách mời trong phòng tiệc đều nghe thấy rõ ràng. Lạp Lạc Đế vừa nghe liền biến sắc. Không được, tượng kim lân là tượng trưng cho nhà Lạp Lạc Đế chúng ta, là do Lạp Mã Nhị Thế Đồng Cách Hà Tâm Vương Triều Mạn Cốc ban cho gia tộc chúng ta, có thể đổi được 50 triệu đô la. Thân vương Lạp Lạc Đế cố ý tức giận nói. Đương nhiên là do Diệp lão đại dùng truyền âm nhập mật dạy, dùng cách khích tướng ngược lại. Bởi vì, tượng Kim Lân là do tổ tiên Lạp Lạc Đế chinh chiến cùng với Lạp Mã Nhị Thế Đồng Cách Hà Tâm mà được, là vinh quang lớn nhất của nhà gia tộc Lạp Lạc Đế. Thật ra chỉ là một bức tượng bằng vàng ròng thôi, giá trị thực tế cùng lắm là mấy triệu đô la, nhưng tính ra thì nó cũng đã cũ, lại là biểu tượng của gia tộc Lạp Lạc Đế, ý nghĩa tượng trưng lớn hơn so với ý nghĩa thực tế. 50 triệu đô la. Lạp Lạc Đế, ông không dám ứng chiến thì cũng không cần ứng chiến, mau cút về nhà là được. Ông hiểu là chúng ta không có được 50 triệu đô la, lương mười mấy năm của thầy trò chúng ta còn không được một nửa số đó. Ông dùng số tiền lớn như vậy làm khó dễ chúng ta chỉ để che giấu việc không dám ứng chiến của kẻ hèn nhát thôi. Hồng Toàn nói, chúng ta sẽ ra. Lúc này, bỗng có thân vương Hứng Chí lớn tiếng cười nói. Thân vương Cách Lý Đạt, là 50 triệu đô la đấy. Hồng Toàn nói, nhất định là cố ý khích thân vương Cách Lý Đạt. Bởi vì, Hồng Toàn biết, thân vương Cách Lý Đạt và Lạp Lạc Đế cho chút xung đột. Mà thân vương Cách Lý Đạt có tiền, đừng nói là 50 triệu, 100 triệu cũng có thể được. 50 triệu vẫn còn quá ít, Lạp Đông, đem chi phiếu lại đây, 80 triệu đô la. Thân vương Cách Lý Đạt rõ ràng là đã bị chọn giận, hơn nữa, ông ta rất muốn nhìn thấy cả nhà Lạp Lạc Đế xong đời. Bởi vì Cách Lý Đạt cũng hiểu rõ, đến khi đó, nếu thân vương Lạp Lạc Đế không lấy ra được nhiều tiền như vậy, phải đem công ty, trang viên và tượng Kim Lân ra để trả nợ thì gia tộc Lạp Lạc Đế thật sự coi như xong rồi. Cách Lý Đạt coi trọng nhất chính là tượng Kim Lân, vì năm đó tổ tiên của ông ta cũng cùng với tổ tiên của Lạp Lạc Đế và Lạp Mã Nhị Đế chinh chiến. Nhưng kết quả là tượng Kim Lân thể hiện sự vinh quang này lại bị nhà Lạp Lạc Đế lấy được, báo hại tổ tiên Cách Lý Đạt tức giận mà chết. Cách Lý Đạt thật là có dũng khí, không lâu sau, thật sự đã đem đến chi phiếu 80 triệu đô la. Hai mắt ông ta sắc nhọn nhìn Lạp Lạc Đế. Được, 80 triệu thì tôi không có, nhưng tôi còn có công ty trang viên, cộng tất cả cũng đáng 80 triệu đô. Lạp Lạc Đế do dự một chút rồi cắn chặt răng nói. Không, không, nếu như ông thu thì chỉ công ty, trang viên thôi thì chưa đủ, tất cả cộng lại cũng chưa đủ 80 triệu, phải thêm cả tượng Kim Lân nữa mới đủ. Cách Lý Đạt hừ nói, tượng Kim Lân này không thể cho được, gia tộc Lạp Lạc Đế dù có trắng tay cũng không thể mất nó. Lạp Mông dùng truyền âm nhập mật nói với Diệp Lão Đại. Khốn kiếp, quyết định như vậy đi, gia tộc Lạp Lạc Đế chúng ta không thể thua được, dù sau này gia tộc Lạp Lạc Đế có làm ăn mày thì cũng phải thắng gia tộc Cách Lý Đạt. Lạp Lạc Đế bi thương nói, trong lòng Diệp Lão Đại thật sự muốn bật cười, biết lão già này đang hạ quyết tâm chơi đây mà. Quả nhiên là đã hiệu quả rồi. Thân vương Đỗ Đức Lý đứng lên nói. Ta sẽ làm nhân chứng của cuộc khiêu chiến này, nếu gia tộc Lạp Lạc Đế thất bại thì phải trả toàn bộ. Bao gồm tài sản sở hữu cùng với công ty trang viên, còn cả tượng Kim Lân. Đương nhiên là nếu thầy trò Hồng Toàn thất bại thì sẽ phải rời khỏi đội cảnh vệ hoàng thất. Chức vị này do người của Lạp Lạc Đế đảm nhiệm, hơn nữa gia tộc Cách Lý Đạt phải trả 80 triệu đô la tiền mặt. Thân vương Đỗ Đức Lý đáng kính. Tôi còn một thỉnh cầu.
tôi muốn thêm vào công ty trang viên nữa, tổng cộng lại là khoảng 150 triệu đô. Năm ngoái công ty đánh giá công chính đã đánh giá, ở đây có giấy chứng nhận. Cách Lý Đạt nói, ngài muốn dùng 150 triệu đô đánh cuộc với gia tộc Lạp Lạc Đế sao? Thân vương Đỗ Đức Lý nghiêm túc hỏi. Đúng vậy. Cách Lý Đạt nói. Nhưng toàn bộ tài sản của nhà Lạp Lạc Đế cũng không bằng đó. Đỗ Đức Lý nói. Rất đơn giản, tài sản còn lại không đủ thì lấy phụ nữ trong nhà bổ sung vào là được. Ha ha ha, Lạp Lạc Đế, có dám khiêu chiến không? Cách Lý Đạt dùng cách này đúng là sỉ nhục lớn nhất đối với nhà Lạp Lạc Đế. Ha ha, tập đoàn Thước Đông chúng tôi đồng ý bỏ ra 100 triệu đô để mua tất cả phụ nữ trong nhà Cách Lý Đạt. Đương nhiên là sau khi gia tộc Lạp Lạc Đế khiêu chiến thành công, nếu như thất bại thì 100 triệu đô này là của gia tộc Cách Lý Đạt. Lúc này, Chủ tịch Khắc Lý Lạp Hoa đứng lên nói Triệu Uy, đương nhiên là kết quả sau khi Diệp Lão Đại dùng truyền âm nhập mật. Tập đoàn Thước Đông cũng là một tập đoàn lớn, rất có uy tín ở Thái Lan. Khắc Lý Lạp Hoa, người tham gia vào làm gì? Cách Lý Đạt tức giận đến nỗi môi thâm lại. Ngay cả Chủ tịch Khắc Lý cũng giúp đỡ tôi như vậy thì Lạp Lạc Đế tôi dùng tất cả phụ nữ trong nhà để đánh cuộc. Nhưng, Chủ tịch Khắc Lý đã đánh cuộc, nếu như gia tộc Lạp Lạc Đế thắng thì tất cả phụ nữ trong nhà Cách Lý Đạt thuộc về ngài. Lạp Lạc Đế gật đầu. Hai bên còn ký kết một thỏa thuận chính thức, do thân vương Đỗ Đức Lý làm nhân chứng. Hồng Toàn lạnh lùng nhìn Lạp Lạc Đế, hừ nói. Một cao thủ nữa của nhà Lạp Lạc Đế đâu? Ha ha, nếu ông thắng thì người đó sẽ xuất hiện. Đừng lo lắng, tuy rằng gia tộc Lạp Lạc Đế rất nhiều cao thủ nhưng chúng ta chỉ ra hai người thôi. Lạp Lạc Đế hào khí cười nói, nhưng lại khiến cho Hồng Toàn sửng sốt. Nhưng bây giờ thì đâm lao phải theo lao. Hồng Toàn gật gật đầu, Khắc Lý Cương và Lạp Mông cùng lên võ đài. Tới đi Khắc Lý Cương, hôm nay Lạp Mông ta sẽ cho người biết thế nào gọi là cao thủ chân chính. Để ngươi giữ chức phó thủ lĩnh chỉ lãng phí thôi. Lạp Mông khí khái vẫy vẫy tay. Ha ha, Khắc Lý Cương ta mới phải nói cho ngươi biết, đợi lát nữa người răng rơi đầy đất chính là ngươi. Khắc Lý Cương ta cũng phải nói cho ngươi biết, lát nữa ta sẽ không thủ hạ lưu tình đâu. Ta sẽ lấy đi đôi chân của Lạp Mông ngu ngốc nhà ngươi. Từ nay về sau, phụ nữ nhà Lạp Lạc Đế là của Khắc Lý Cương ta. Đặc biệt là chị gái xinh đẹp cao quý Thi Mạn của ngươi, ta sẽ để cho cô ấy khóc lóc dưới thân ta. Còn gia tộc Lạp Lạc Đế các người mất tất cả thì chỉ còn nước cầm bát đi ăn xin. Đây chính là cuộc sống sau này của gia tộc Lạp Lạc Đế. Khắc Lý Cương cười ha hả không thôi. Tiểu tử này xui xẻo rồi, tự nhiên lại muốn động bào nữ nhân của Diệp Lão Đại. Bao Nghị cười nói. Ha ha, mất đi hai chân à, Khắc Lý Cương, ta mặc niệm cho ngươi một phút. Lam Tồn Quân tìm chữ thập ở trước ngực. Cầu Chúa tha tội cho Khắc Lý Cương. Thần thánh linh thiêng để cho Diệp Lão Đại cắt của quý hắn làm bóng đá. Khắc Lý Cương đánh một quyền về phía Lạp Mông, lực rất hung hãn. Ngay tức khắc, cơ thể hắn đem theo một trường lực rất lớn, ngay cả dây thừng xung quanh võ đài dường như cũng đều rung lên. Lạp Mông đá một cước lên về phía khuỷu tay của Khắc Lý Cương, báp một tiếng, hai người va chạm vào nhau. Hai bên đều lui về phía sau một bước dài. Điều này đương nhiên là do Diệp Lão Đại đã cho Lạp Mông 5 phần khí lực. Hai người hét lớn một tiếng, Khắc Lý Cương tung quyền như ngàn quân càn quét về phía Lạp Mông, ở chiêu thứ hai này Lạp Mông bèn xuất toàn lực. Hay, khán giả hét lớn, một trường của Lạp Mông bổ tới, bên ngoài không một tiếng động, giống như không hề có khí thế, rất nhiều người xem đều lắc đầu, cho rằng Lạp Mông đã thua chắc. Chương 3667, thải. Thình thịch. Một tiếng chấn vang làm võ đài đung đưa, Khắc Lý Cương vừa mới nắm tay tiếp cận được một nửa mông thì Lạp Mông kia dường như đột nhiên tiến mạnh giống như mũi tên trong nháy mắt bắn đến trước mặt Khắc Lý Cương. Hồng Toàn vừa nhìn thấy tay hơi động một luồng nội khí dâng lên nhanh chóng xả về phía Lạp Mông. Nhưng Diệp Phàm chỉ bắn ra đâm vào một tiếng. Hồng Toàn cảm thấy lòng bàn tay mình giống như bị đao đâm vậy. Y nhanh chóng rút tay về thì thấy lòng bàn tay có một vòng tròn hồng lên, y kinh ngạc nhìn về bốn phía. Diệp Phàm cao thủ ở đó y có thể cảm nhận được. Còn đúng lúc này, Khắc Lý Cương vừa mới bị Lạp Mông biểu diễn cho một trường khiến mông ông ta chấm đất lại trượt mới mấy mét rồi mới dừng lại được vì bị ma sát. Vì không chịu nổi lực ma sát dưới sàn nhà cho nên mông đã lộ hết ra ngoài, hơn nữa còn loang lổ vết máu, thịt da đã bị bong chóc. Cái này đương nhiên là kết quả của khai bi thủ tạo thành. Hay hay, đánh hay lắm.
cả võ đài vang lên còn Hồng Toàn thì đang tìm thủ hạ. Các đó là Đạt Thân Vương vẻ mặt nghiêm túc, Thân Vương Đỗ Đức Lý thì kinh ngạc, còn Bồng La Đế thì bình tĩnh đến mí mắt cũng chưa nâng lên chút nào. Còn đến chứ? Lạp Mông kiêu ngạo nắm tay quát to. Á á! Khắc Lý Cương rên rỉ máu chảy đầm đài ở mông, cả người như đạn pháo phi về phía Lạp Mông. Người này thảm thương mà không biết cả võ đài nhất thời ồ lên. Đương nhiên là Lạp Mông không một chút khách sáo đá Khắc Lý Cương một cái như đá một quả bóng cao su văng ra võ đài. Hơn nữa lên tận không trung hai chân Khắc Lý Cương vừa chạm đất thì kêu lên tiếng răng rắc giòn tan. Chắc chắn là hai chân của Khắc Lý Cương đã bị chặt đứt rồi. Lạp Mông không nương tay một chút nào đá lên đá xuống mấy cái liền mãi đến khi đùi Khắc Lý Cương gãy tan không thể giải phẫu được thì y mới dừng lại. Hơn nữa, cú đá cuối cùng khiến cho Khắc Lý Cương kêu lên một tiếng thê thảm. Khắc Lý Cương hoàn toàn xong đời rồi, từ nay về sau không thể làm người được nữa bởi vì đây là chỉ thị của Diệp Phàm. Đương nhiên là Hồng Tà âm thầm ra tay nhưng làm theo chỉ thị của Diệp Phàm. Ông ta sợ đến mức không dám xuất trưởng vẻ mặt phẫn tổ tìm kiếm Tân Tịch. Đánh hay lắm. Hay. Tiếng vỗ tay ầm vang. Lạp Mông như một tướng quân đắc thắng ngẩng cao đầu ưỡn ngực lên. Còn Thi Mạn và La Lạc Đế thì lơ đãng nhìn Diệp Phàm cảm kích bội phần. Đánh xuống đi. Vẻ mặt của Đỗ Đức Lý Thân Vương không chút thay đổi phất tay hô. Lạp Mông khiêu chiến Khắc Lý Cương vừa thắng lợi, ván thứ hai. Vẻ mặt của Hồng Toàn thì âm trầm nhìn về phía hai mắt thèm thuồng nhìn về phía gia tộc Lạp Lạc Đế. Hai mắt của ông ta như con diều hâu đói khát đang phân hình. Diều hâu đứng lên áo choàng che mất nửa bên mặt, tóc dài y búi sau đầu. Vẻ mặt lại như hóa trang mặc dù y là bạn tốt của lão phì nhưng cũng khó mà nhận ra được. Đây là một loại vẻ mặt của diều hâu, đương nhiên khi gặp gỡ với đám lão phì kia thì lại là một loại mặt khác. Chỉ có điều người của núi Ngưu Vĩ nếu sau khi vào mỏ đồng không buôn bán thuốc phiện với lão phì nữa thì cuộc sống của bọn họ trở thành cuộc sống của người bình thường. Mấy trăm đôi mắt trong võ đài đều nhìn chằm chằm vào Diều Hâu. Nhưng vẻ mặt của y vẫn nghiêm túc bình tĩnh, thong thả bước đến võ đài. Lúc Diều Hâu đến võ đài Hồng Tà còn lơ đãng nhìn vẻ mặt của Bồng La Đế. Ưng nhãn của Diệp Phàm có thể phát hiện ra. Tuy Bồng La Đế lạnh lùng nhưng cũng bị giật mình. Diệp Phàm càng giật mình, hắn thầm nghĩ có lẽ Hồng La Đế này đang giúp đỡ Hồng Tà. Xưng hô với các hạ thế nào đây? Vẻ mặt của Hồng Toàn cao ngạo nhìn Diều Hâu chằm chằm. Ha ha, bọn họ gọi ta là Diều Hâu, người cứ gọi như thế là được. Diều Hâu bình tĩnh tươi cười. Diều Hâu, hừ ta có đi săn thú đâu. Hồng Toàn hừ lạnh một tiếng. Người săn thú có lúc không cẩn thận sẽ bị chim mổ mù mắt đấy. Diều Hâu thản nhiên hừ một tiếng. Nhìn ngươi không có bản lĩnh gì. Hồng Toàn hừ lạnh đột nhiên ra một quyền đâm thẳng về phía Diều Hâu. Diều Hâu cũng đánh trả một quyền như vậy, bốp, bốp. Những tiếng thét chói lai lêu lên liên tiếp, Hồng Toàn lui sau 8 bước cuối cùng ngã ầm xuống mông đặt xuống, nét mặt già nua kia lập tức đỏ lên có thể nói là như mông khỉ. Với chút bản lĩnh đó mà dám làm bảo vệ cho hoàng thất. Vẻ mặt của Diều Hâu khinh thường. Hồng Toàn tức giận vô cùng, cả người bay lên 8 thước như đạn. Hai chân như đi đường đá về phía Diều Hâu. Một sức nén nổ khuếch tán ra bên ngoài, vừa đánh công chúa Thải Nạp ngồi ở quầy ba vừa uống rượu vừa xem cuộc chiến. Tiếng thình thịch vang lên, một loạt hàng ghế của thanh niên đều giống như binh lính đang luyện đao phát ra những tiếng kêu leng keng. Còn chén rượu cũng bị chấn động nảy lên trên mặt bàn như nhảy disco vậy. Hay, đến đi, đến đi. Người thanh niên kia không hề sợ hãi ngược lại còn gầm to. Đúng lúc này, Diều Hâu hai tay giang ra khinh thân của phí ra được thi triển bắn ngược lên đầu Hồng Toàn. Diều Hâu rất bình tĩnh đứng trên đầu Hồng Toàn. Hồng Toàn lập tức trở thành cái ghế ngồi cho Diều Hâu. Bốp! Hồng Toàn bị Diều Hâu hất ngã nhào xuống đất cả cái đầu không cúi được. Nhưng cảm giác đau càng lúc càng dữ dội hơn, cuối cùng vẫn là để Diều Hâu lôi mông lên. Lại không lâu sau, toàn bộ đầu Diều Hâu bị ép xuống. Cơ thể Hồng Toàn đỏ bừng như máu. A! À, Hồng Toàn tức giận gầm lên một tiếng, cả võ đài chấn vang những tiếng ong ong. Hai tay của y lại muốn bắn lên. Nhưng, Diều Hâu có thể khiến y như ý, hai chân vẫn vững như núi gắt gao đè người này. Mắt nhìn thấy đầu đã dán xuống đất, nếu hai tay tấn công thì cả người chắc chắn sẽ phải ngồi phịch xuống. Bồng La Đế ra tay, hai chân của thằng nhãi này dường như bị tê dần rồi thì phải. Nhưng Diệp Phàm biết người này đang làm chuyện lên núi đánh bò. Một luồng khí ngầm đi vào dưới chân Hồng Toàn nhưng Diệp Phàm để cho y được như ý.
Diệp Phàm bắn cho y một luồng khí ngầm. Bồng La Đế cảm giác thấy luồng khí bị một vòng tròn gì đó làm cho như hoa nở. Thình thịch, cẩm thạch trải ra khoảng 10 mét bắn lên không trung hơn 20 mét nhằm thẳng vào đỉnh vàng dòng hình hoa sen kia. Đỗ Nức Lý nhất thời biến sắc kêu lên. Bảo vệ hoa sen. Bồng La Đế chạy đến muốn rút tay về thu hồi phiến đá trên không trung xả xuống dưới. Nhưng Diệp Phàm theo xu thế phiến đá trên không trung như hình đĩa bay hợp thành một cái dây cuốn về phía Bồng La Đế. Bồng La Đế biến sắc vội giơ hai tay lên, các phiến đã thành một vòng vây dựng thành cây cột rơi xuống đất. Nhưng Diệp Phàm cũng không thể để nó trôi qua nhẹ nhàng như vậy được. Một ngón tay đạn bắt ra phiến đá hình trụ đều bay về phía Bồng La Đế. Sợ thân vương bị thương, Bồng La Đế đành phải dốc hết lực mới khiến cho thạch phiến bị kiềm chế xuống dưới. Nhưng, kết quả là thạch phiến đến đỉnh đầu y rồi thì lại nổ tung. Thạch phiến vụn thành bột phấn bay lên đầy chơi như mưa quanh Bồng La Đế. Mặt mũi người này đầy cho xám chạy trốn, còn thân vương và vợ bên kia thì không bị chút bột phấn này tỏ ra rất kỳ lạ. Cảnh tượng này mọi người vừa nhìn là đã hiểu ngay, chắc chắn là có cao thủ đùa giỡn với Bồng La Đế. Cò đầu của Hồng Toàn bị hai chân của Diều Hâu dán xuống đất toàn là máu tươi. Có phục không? Giọng của Diều Hâu trầm thấp mà dọa người. Nhưng Hồng Toàn không lên tiếng chỉ liều mình giãy giụa. Diều Hâu lại dùng lực ấn đầu y như cái bọt biển còn đã phiến thì bị đập vụn. Đầu của Hồng Toàn bị dán xuống sàn nhà. Cả cái đầu nhìn toàn là máu. Có phục không? Giọng của Diều Hâu lạnh lùng tàn khốc. Phục, phục, phục. Hồng Toàn vặn vẹo nghiêm mặt giãy giụa khàn khàn kêu lên. Cuối cùng Diều Hâu hừ lạnh một tiếng đá Hồng Toàn như đá cái bao tải. Mũi đã bị Diều Hâu đập nát, lộ ra hai cái lỗ rỗng tuếch. Người này sợ đến mư xê lêu lên thảm thiết. Hay! Những người bạn trẻ sau khi há mồm trợn mắt đều kêu lên. Cả võ đài hô lên như sấm dậy. Bồng La Đế vội vàng đi thăm hỏi thân vương, thằng nhãi này không còn mặt mũi nào đi gặp người khác nữa. Đồng thời có người thét lên. Không được, cách đạt lý thân vương đi rồi. Vô dụng thôi, mang chi phiếu cho Lạp Lạc Đế thân vương. Còn nữa, từ nay về sau tất cả cổ phiến và tài sản của cách đạt lý thân vương sẽ thuộc về Lạp Lạc Đế thân vương. Đỗ Nức Lý thân vương rất công bằng. Đúng rồi thân vương, ta muốn đàn bà. Khắc Lý Cương của tập đoàn Mễ Đông hỏi. Người đi chọn đi, nhưng để lại vợ của cách đạt lý thân vương cho ông ta. Đỗ Nức Lý thân vương nói. Có thể. Khắc Lý Cương cười gật đầu. Hàng ghế thứ nhất có chỗ trống hiện lên ba cái bàn cách đạt lý thân vương vội vàng đi. Ôi! Đỗ Nức Lý nhìn thấy tất cả liền thở dài. Lạp Lạc Đế thân vương nào ngồi bên này? Lúc này Đỗ Nức Lý thân vương chỉ vào cái ghế trống bên cạnh mời Lạp Lạc Đế. Tên này vừa thất đã sửa soạn quần áo ngẩng đầu ưỡn ngực đi nhanh đến bên cạnh thân vương. Chương 3668, Dũng Sĩ. Vị dũng sĩ kia ông cũng đến. Đỗ Nức Lý lại chỉ vào Diều Hâu nói. Xin lỗi thân vương, tôi không dám đến đây ngồi. Diều Hâu khom người thật sâu nói. Diều Hâu, người dám kháng lệnh của thân vương sao? Người quản gia bên cạnh tức giận. Tôi không dám từ chối lời mời của thân vương. Chủ yếu là vì võ công của tôi trước mặt tiên sinh chỉ coi như ở cấp thấp. Diều Hâu khom người nói. Tiên sinh, lẽ nào võ công còn cao hơn ông sao? Đỗ Nức Lý thân vương sửng sốt thân mật hỏi. Vị này chính là tiên sinh của tôi, cậu ta họ Diệp. Võ công của tôi một nửa là do cậu ta truyền cho. Cậu ta thực sự là quyền vương đại sư. Diều Hâu quỳ xuống trước mặt Diệp Phàm khiến cho hắn hơi xấu hổ phải chạy nhanh nói. Mau đứng lên. Ông là sư đệ của sư phụ tôi, ông làm như vậy khiến tôi tổn thọ mất. Ha ha, tôi đại diện cho núi Ngưu Vĩ cảm tạ cậu. Cậu nhất định phải nhận ba vái của tôi. Diều Hâu nói với vẻ cảm kích, đương nhiên ông ta cũng dùng mật ngữ người khác nghe không hiểu. Biết Diều Hâu bướng bỉnh, Diệp Phàm cũng không có cách nào đành phải chịu nhân vóc dáng tiểu tụy của ông ta vái mình ba cái. Diệp đại sư mời ngồi, cả dũng sĩ Diều Hâu nữa. Đỗ Nức Lý thân vương vừa nhìn thấy vậy vẻ mặt tươi cười mời Diệp Phàm đến. Khoan đã. Lúc này công chúa đột nhiên đứng lên nói. Công chúa có gì chỉ bảo. Diệp Phàm nhìn nàng ta một cái rồi thản nhiên hỏi. Tôi nghi ngờ Diều Hâu nói sai, ông ta giúp người khoác lác. Vẻ mặt của Thải Nạp khinh thường. Xin Thải Nạp công chúa đừng xúc phạm sư phụ tôi. Diều Hâu nghiêm túc nhìn Thải Nạp chằm chằm. Hắn trẻ tuổi hơn ông có bản lĩnh gì mà làm sư phụ của ông. Nếu muốn chúng tôi tin tưởng thì hãy bảo hắn thể hiện bản lĩnh thực sự đi.
Thải Nạp công chúa nói. Được, thể hiện bản lĩnh thực sự. Biểu diễn đi. Đám quần chúng hăm hở đến cả nhóm khách cũng kêu lên. Còn Đỗ Đức Lý Thân Vương thì cười nhạt cũng muốn xem cuộc vui. Ha ha, bản đại sư chưa bao giờ chán việc biểu diễn cả. Diệp Phàm cười nói. Được, không có bản lĩnh thì vái Thải Nạp công chúa rồi cút đi. Tất cả những người trẻ tuổi kêu ầm lên yêu cầu Diệp Phàm. Muốn biểu diễn cũng được, cũng muốn thêm một cái đầu nữa có phải không? Vẻ mặt của Diệp Phàm bình tĩnh. Ngươi muốn thêm đầu gì? Có người hỏi to. Ngươi muốn bao nhiêu tiền? 500 đô la Mỹ chúng ta ra. Tôi 1.000 đô la Mỹ. Tôi 200.000 đô la Mỹ. Nhất thời tất cả những người có tiền liền đứng lên góp tiền. Tiền của các ngươi thì ta không cần, ta cần một cái hôn của công chúa. Diệp Phàm mỉm cười, lúc đó trời long đất lở. Cả võ đài yên tĩnh trở lại, một cây cai âm rơi cũng có thể nghe thấy tiếng. Láo xược, công chúa là bậc tôn quý. Câu này mà ngươi cũng dám nói, để ta vả vào cái miệng của ngươi trước đã. Người quản gia kia lòng đầy căm phẫn chỉ vào Diệp Phàm hừ nói. Bốp, một tiếng tát giòn vang, năm đầu ngón tay hằn rõ lân mặt của người quản gia. Ông ta lảo đảo suýt ngửa thì ngã sập xuống. Kẻ nào dám ngắt lời Diệp đại sư? Hồng ta hung hăng ra một cái tát, nhất thời tất cả mọi người đều sợ phải lui về sau, họ phát hiện ra ông già này cũng là một cao thủ. Người ta cách xa cả mấy chục mét vung tay mà năm đầu ngón tay hằn rõ trên má của người quản gia kia. Ông ta sợ sệt sờ mặt ấm ức nhìn Đỗ Đức Lý Thân Vương. Hay, quả nhiên là nhiều dũng sĩ. Cậu thanh niên, tôi ra 100 triệu USD mời cậu biểu diễn một chút. Đỗ Đức Lý vẻ mặt tươi cười hớn hở nhưng thực ra là đang tức giận. Thực sự xin lỗi Thân Vương, tôi chỉ cần một cái hôn. Diệp Phàm lắc lắc đầu, Lạp Lạc Đế Thân Vương và Lạp Mông vẫn nhìn Diệp Phàm. Nhưng lại không nhìn ra, suýt nữa thì làm hỏng cả Lạp Lạc Đế. Được, nếu như người biểu diễn làm cho bản công chúa hài lòng thì ta sẽ hôn ngươi một cái. Còn nếu không thì ngươi hãy lạy ta ba cái rồi mau cút đi. Từ nay về sau nhà Đỗ Đức Lý Thân Vương không chào đón ngươi. Đúng đúng đúng, không biết ngu xuẩn là gì. Ngu xuẩn. Tất cả bạn bè của Thải Nạp công chúa đều hét lên. Được. Diệp Phàm vẻ mặt suy nghĩ tựa như tươi cười, cả người hắn chậm rãi đi về phía đất trống rồi từ từ xoay người. Khách khứa còn tướng hắn ôi ra biểu diễn quyền cước nhưng Diệp Phàm lại đột nhiên lắc ngón tay. Sau đó, vẻ mặt của hắn bình tĩnh hướng về phái Thải Nạp công chúa. Đúng lúc này mọi người đều sợ đến ngây người, rõ ràng là họ cảm thấy hai chân của Diệp Phàm đã rời đất. Giống như trên không trung có một cái thang vô hình, hắn từ từ dậm chân tại chỗ rồi từ trên không trung lao thẳng về phía Thải Nạp công chúa. Hơn nữa, vẻ mặt không hề ung dung mà như một thần tiên đang chơi trò phong trần, từ từ bay lên không trung rồi lại từ từ đi về phía Thải Nạp. Gần rồi. Tất cả mọi người như ngừng thở. Còn ngay cả đám Hồng Tà vẻ mặt cũng khiếp sợ. Tư thế lửng lơ trên không trung này không phải bay thì là cái gì? Diệp Phàm ở trên không trung rồi từ từ đi đến trước mặt công chúa cười với nàng. Thải Nạp phát điên lên vì khiếp sợ, nàng không thể tự chủ được liền vươn cánh tay ra. Nhưng Diệp Phàm cũng chỉ cười nhạt ngón tay từ chối. Sau đó hắn hướng về hàng ghế thứ hai đi về phía Thi Mạn ngồi. Một lúc sau hắn đến trước mặt Thi Mạn, hắn còn vươn tay ra như vẻ mời. Thi Mạn hạnh phúc đến phát điên, nàng ngơ ngác giống như một cô gái rối bị Diệp Phàm nắm tay bay lên không trung. Từ từ đi một vòng rồi hạ xuống. Nhất thời cả hội trường im lặng đến đáng sợ. Dường như vào lúc này đây thời gian ngừng lại. Bốp, bốp, bốp. Một phút đồng hồ trôi qua. Cả hội trường vang ầm lên tiếng vỗ tay làm chấn động đến nóc nhà cũng phải rung lên. Thần tiên, thần. Đám thanh niên kia vỗ tay điên cuồng về phía Diệp Phàm rồi vây lại hắn vừa khiêu vũ. Lúc đó như có buổi tiệc sinh nhật, tiếng nhạc vang lên nhóm khách điên cuồng. Chủ nhân Đỗ Đức Lý cũng điên cuồng ôm vợ của mình khiêu vũ xoay tròn. Chỉ có Thải Nạp công chúa là lặng lẽ rời khỏi sân khấu, không ai biết nàng đi đâu. Lúc này mọi người đều say sưa khiêu vũ không để ý đến chi tiết đó. Họ Diệp kia, ta không để cho ngươi yên đâu. Ở một góc hẻo lánh, công chúa ngửa mặt lên trời mà hét khiến chim nhỏ trong bụi ho bay tứ tung. Hôm nay Lạp Lạc Đế Thân Vương rất vui mừng, miệng ông ta cười suýt nữa thì nứt cả môi. Ông ta uống đến đỏ cả mặt, cuối cùng là Lạp Mông phải dìu lên xe. Đoàn người Diệp Phàm cũng không đi, sau đó lại vòng trở về rồi từng người một bắt đầu khởi động chân tay ở chỗ Đỗ Đức Lý Thân Vương. Đúng rồi Diệp Phàm,
Sao vừa rồi cậu có thể vừa dừng vừa đi được trên không trung thế? Lẽ nào thực sự bay sao? Bao Nghị không nhịn được hỏi. Ha ha, anh thử nói xem. Vẻ mặt của Diệp Phàm cười ngượng nghịu. Lẽ nào cậu cũng có được cánh tàng hình của tộc người A Cổ Lạp? Lam Tồn Quân hỏi. No.no. Diệp Phàm cười lắc đầu, vẻ mặt của hắn lạnh như sắt. Được, thần bí à, cậu có thể bay đúng không? Lam Tồn Quân hừ một tiếng. Tôi không bay được sao? Diệp Phàm cười. Rốt cuộc chuyện là thế nào? Hồng Tà cũng không nhịn được hỏi. Chuyện này là bí mật của tôi, khi nào tôi nói mọi người sẽ biết. Diệp Phàm cười thần bí, mấy người đều bực mình nói lẩm bẩm. Diệp Phàm vuốt cái túi nhỏ nước xử nữ kia, hắn nói thầm, mẹ ơi thật thần kỳ. Vừa rồi động là bắn ra liền, đương nhiên là Diệp Phàm mang phao vứt ra ngoài, sau đó mới từ câu cầu trên không trung đó nhẹ nhàng ở trước mặt Thi Mạn. Nếu không với nội khí của hắn sao có thể chống đỡ được một khoảng cách như vậy. Chính là sử dụng thuật thần hành mới có thể thu phục được mấy chục mét trên không gian. Nhưng, như vậy rất mệt, hơn nữa nội khí phun ra bọn Hồng Tà sẽ cảm nhận được. Nửa đêm, 3 giờ 30 phút rạng sáng, Đỗ Nức Lý Thân Vương đột nhiên thấy tối sầm, không những nhà ông ta mất điện mà cả khu đó đều biến thành một màu đen kịt. Tự nhiên lại mất điện. Quản gia sao lại thế này? Mất điện, tôi lập tức đi cho máy phát điện chạy. Quản gia đáp, lúc này nến được thắp sáng. Sao vẫn chưa chạy? Thân Vương, máy phát điện đã bị hỏng hết rồi. Tôi gọi người đến sửa ngay. Quản gia kích động nói. Còn Diệp Phàm thì như một con chim lớn toàn thân màu đen đi vào bên trong Phật đường của nhà Thân Vương. Còn Lệ Vô Nhai và Hồng Tà thì canh giữ bên ngoài. Có người nào đuôi mù mà đến đây họ sẽ bắn tay cho ra liền. Ưng Nhãn đảo quanh các vị La Hán, không phát hiện ra điều gì đặc biệt. Còn đôi cánh loáng thoáng trong hàng tượng La Hán. Diệp Phàm nhẹ nhàng đến chỗ các La Hán, sờ vào đôi cách đó, cảm giác giống như sờ vào không khí vậy. Trong lòng hắn có chút sợ hãi. Đúng lúc này một làn gió quái dị thổi đến. Diệp Phàm nghiêng người chạy nhanh. Bốp một tiếng, hắn như bị gió đẩy chạy nhanh đến bên cánh. Đúng lúc này Diệp Phàm phát hiện 18 La Hán toàn thân như bất động. Hắn có thể khẳng định chắc chắn là ảo ảnh hoặc hồn khí linh tinh gì đó. Chắc chắn là 18 vị La Hán kia cử động. Bọn họ như dàn trận pháp đường cùng đánh Diệp Phàm. Trong không trung liền tràn nhập một nguồn năng lượng kỳ lạ. Diệp Phàm muốn thoát thân lên không trung nhưng lại phát hiện không được vì bị La Hán đó tấn công. Đoàng đoàng đoàng. Một đùi của Diệp Phàm cùng với La Hán chạm vào nhau, cảm giác như bị điện giật vậy. Lập tức cơ thể hắn run lên bần bật. Cảm giác trên đỉnh đầu có thứ gì đó đè xuống, không phải 18 vị La Hán kia xin bát cơm thì còn là cái gì nữa. Vật có ánh sáng vàng rực rỡ kia đập xuống đầu Diệp Phàm. Diệp Phàm lấy loan đao ra chém lên trên một cái, tiếng kêu loảng xoảng giòn tan. Loan đao bị chấn động suýt nữa thì bay văng ra, nhưng kẻ xin bắt cơm kia cũng bị Diệp Phàm bắn ngược lại rơi về vào trong tay La Hán. Sau một cơn xuồng phong, cánh La Hán bị kích động. Chúng đá một cước trở lại lên đầu Diệp Phàm. Chương 3669, quả trứng kỳ lạ. Còn bên trái cũng là phất trần La Hán quét lại. Phía bên phải lại là tháp đồng La Hán giống như đang đập về phía này. Lại nhìn dưới chân, hai tay của công chúa duỗi ra về phía Diệp Phàm. Kiểu dáng như vậy như là đón địch, nếu muốn cho bọn họ thành công thì có lẽ Diệp Phàm không có cách nào mà thoát thân được. Khá lắm Diệp Phàm, 18 lần thi triển ngư long, nếu như cá gặp nước thì hung khí trên người sẽ như ván trượt mà văng ra ngoài. Nhưng trước mặt lại là một cái túi lớn mở ra, Diệp Phàm ra lực quá mạnh không thể dừng lại được. Hơn nữa, cái túi to kia mở ra còn có một lực hút rất mạnh, hơn nữa phía sau mấy cái La Hán còn đạp đến. Kém một chút nữa Diệp Phàm bị hút vào cái túi to, chắc chắn là cái túi vải kia. Mã Lạc Cách, cái túi vải của ngươi làm tan hết mọi phiền lão, không chịu ảnh hưởng của ngoại cảnh, người phàm đang lúc gây thị phi thiện ác thì sẽ được bao dung giống như cái túi cất chứa sự vui mừng tự tại. Ta thấy ngươi cũng không thể nào khoan dung được, ông đây đi dạo một vòng lại bị ngươi thu vào trong túi. Diệp Phàm phát hiện bên trong tối đen như mực, Ưng Nhãn cũng không rõ bên trong có cái gì. Rầm rầm một tiếng giòn vang, cảm giác giống như cái túi La Hán bị đá đến một nơi nào đó. Diệp Phàm cảm giác cơ thể mình như xe lên núi bị lật vậy. Bốp một tiếng Diệp Phàm ngã dập mông, đau nhức cảm giác cuối cùng là rụng rời. Thằng nhãi này, Ưng Nhãn đảo qua nhưng chỉ nhìn được một chút. Hắn phát hiện ở phía trước có một cái túi vàng, một quả trứng đỏ au. Quả trứng này quá lớn, to như một cái đầu.
hơn nữa toàn bộ quả trứng được quấn bằng dây đồng. Dây đồng rất nhỏ là chiếc đũa thô to, quấn rối rít hết lên, giống như dây mây ôm lấy can bình vậy, chi chít không nhìn rõ ra là cái gì. Diệp Phàm nhìn còng trang sức đồng kia, hắn phát hiện hình như ở trên đầu. Còn dây đồng chi chít trên cả quả trứng đéo đều ở trên không trung. Lại là trứng, Diệp Phàm thầm nghi ngờ. Lại nhìn ra xung quanh, nhất thời kinh ngạc, vì cả bốn vách tường đều là dây đồng khắc hình. Diệp Phàm nhìn kỹ những hình ảnh đó. Có loại giống với động cơ ô tô, như một chế tác công nghệ thần bí nào đó. Bởi vì chế tác đồng lô, có đánh bóng, còn có. Cuối cùng Diệp Phàm nhìn kỹ vào một bức đồ, nhất thời trong óc hắn oang một tiếng vản lên khiến hắn ngây dại. Bởi vì, cuối cùng bức đồ lia chính là màu đỏ tươi của quả trứng. Màu đỏ như là máu vậy. Sao vậy, lẽ nào ở đây chỉ có quả trứng này mới chế tạo ra được? Diệp Phàm thầm suy nghĩ trong lòng. Rầm. Quả trứng kia lắc lư, cái vòng đồng khẽ vang lên. Hơn nữa còn lúc chậm lúc nhanh, từ vòng đồng khẽ rung lên trứng cũng đang vận động không theo quy luật nào. Thuật cơ. Trong suy nghĩ của Diệp Phàm đột nhiên truyền đến lời nói của Hạo Tử. Lẽ nào quả trứng này là cơ quan trung tâm khống chế 18 vị La Hán kia? Còn vòng đồng chính là hệ thần kinh để phòng bị hoặc tấn công. Hơn nữa, Diệp Phàm phát hiện quả trứng kia động mạnh hơn. Lúc ẩn lúc hiện giống như một người đang lãng du vậy. Trong nháy mắt đã hiện ngay trước mặt Diệp Phàm, hắn phản xạ có điều kiện dùng thái cực đẩy đi. Keng! Một hồi vang lên, trứng không những bị Diệp Phàm đẩy ra mà ngược lại còn đâm khiến Diệp Phàm bị dính bẹp vào vách tường khiến đầu hắn choáng váng. Mã Lạc cách ông đây đập chết ngươi. Diệp Phàm tức giận bay lên không trung đá một cước về phía quả trứng kia. Keng! Như đá trúng Thái Sơn vậy, chân phải của Diệp Phàm đau đớn như có cảm giác vỡ vụn vậy. Biết không thể đụng vào quả trứng này được nhưng Diệp Phàm tạm thời vẫn chưa tìm được đường ra. Hơn nữa, quả trứng kia quá lớn, chỗ nào trong mật thất cũng đến được. Diệp Phàm tránh trái tránh phải đâu cũng đụng phải nó. Ông đây chán ngấy ngươi rồi. Diệp Phàm tức giận gầm rú lên, hắn lôi loan đao ra kim thiên tiêu bắn ra ngoài. Ầm ầm. Lần này có cảm giác mật thất bị chấn động mạnh mẽ. Tiếng vọng lại làm Diệp Phàm ngã sấp xuống suý nữa thì hút quả trứng lên người. Còn dây xích kia thì như là con rắn trói chặt Diệp Phàm lên trên quả trứng gà đỏ. Ngay tức khắc Diệp Phàm có cảm giác tê dại và đau rát. Hắn có cảm giác nội khí trong cơ thể dâng lên như thủy triều bị quả trứng kia hút đi. Vẻn vẹn có mười mấy giây đồng hồ, Diệp Phàm cảm thấy mình bị hút như không còn gì nữa. Diệp Phàm phát hiện cánh tay mình lập tức bị khô quắt đi, chính xác hơn là bị biến thành thịt khô. Còn đến khớp xương cũng bị co rút lại kêu răng rắc. Diệp Phàm tuyệt vọng lúc này vẫn luôn không động tĩnh gì, thần cồn của A Cổ Lạp phải luyện đến 12 đẳng mới có thể dung hợp được cánh tay của cô gái kia bắn lên không trung. Đôi cánh tay quỷ dị lia dán lên mình quả trứng, Diệp Phàm liền cảm giác thấy áp lực rất nhẹ cả người như muốn bắn lên không trung. Nhưng lại bị một cái trứng lớn cao đến 3 mét gì chặt xuống quả trứng. Sao vậy, mày cũng đến để hại tao sao? Diệp Phàm tức giận nhưng lúc này lại cảm thấy có một sự thoải mái truyền đến. Giống như trong quả trứng có một chất dinh dưỡng đang không ngừng quay về cơ thể mình. Hơn nữa Diệp Phàm còn phát hiện những dây đồng nhỏ kia còn rung lên bắt đầu phát ra lửa. Lại một lúc sau, Diệp Phàm cảm nhận được có một mùi vị quen thuộc của một vị hòa thượng. Mùi vị đó thông qua dây xích đồng truyền vào nước xử nữ rồi truyền vào trong cơ thể Diệp Phàm, còn quả trứng thì dãy dụa nhưng vô dụng. Mấy giây ngắn ngủi Diệp Phàm cảm giác được toàn thân như muốn bùng nổ. Kính Phật xé ra pháp sử của Bảo Chí Thiền Sư ra, cái này thú vị đây. Nội khí bị trứng trung nguyên hút như nước suối rồi lại chảy vào trong cơ thể của Diệp Phàm. Không lâu sau chỉ kêu răng rắc một tiếng rồi nứt ra. Diệp Phàm nhìn vào trong, phát hiện chỉ là một các trứng làm bằng đồng mà thôi. Xác trứng đương nhiên là được làm từ rất nhiều bánh xe chế bằng đồng như là các bánh xe trong một chiếc đồng hồ vậy, nhiều đến hơn 1000 cái. Vỡ rồi, Diệp Phàm không nói nhiều liền đá xuống cả quả trứng vỡ nát, đúng là những dạng bánh xe to, nhỏ. Còn xích đồng thì cũng không cử động nữa mở tung ra vụn đồng rơi tứ phía. Diệp Phàm đột nhiên cảm thấy cơ thể rất nhẹ như cành liễu bay trong không trung. Hắn lập tức cười tâu toét, vì hắn phát hiện cánh xử nữ kia biến thành hình như cánh diều hâu, từ lúc nào nào lại bay vào chính chỗ tay của mình. Nó vừa mới động rồi đột nhiên lại bay lên, nhưng lúc vừa mới bắt đầu còn chưa được thuần thục lắm. Cứ cong vẹo không cẩn thận đâm cả vào tường khiến cho đầu óc choáng váng. Nội khí Phật vừa động cái cánh đã thu nhỏ lại trong nách.
hơn nữa lại có tiếng răng rắc kêu lên lộ ra một cánh cửa như một cái túi tiền. Diệp Phàm không để mất thời gian, hắn liền chui ra đầu chạm phải Phật đường. Phát hiện thấy dưới đất có hai luồng bóng đen, hắn luống cuống chân tay rồi dừng chân lại. Hắn chạy nhanh đến kiểm tra một phen, phát hiện chỉ là hôn mê, cơ thể đau nhức một lúc sau thì tỉnh lại. Mẹ kiếp, quá lợi hại, 18 vị La Hán suýt nữa thì muốn lấy mạng già của tôi. Hồng ta liếc nhìn Diệp Phàm rồi mắng. Đúng thế, thật là kỳ lạ, một đám đánh nhau kịch liệt, tất cả như không muốn sống nữa vậy. Hơn nữa, có lẽ người đồng này đã được huấn luyện. Nếu gặp phải chúng, chân tay cứ đánh nhau loạn xạ lên. Nhưng may mà chúng bất động, nếu không chúng ta cũng xong đời rồi. Lệ Vô Nhai cũng thổn thức nói. Vừa rồi tôi cũng thế, bị chúng nó đánh khống chế ở phía dưới. May là tôi tự phá được, từ nay về sau người đồng này có lẽ là lại bất động rồi. Diệp Phàm cười nói rồi đột nhiên sửng sốt rồi dụi mắt, suy nghĩ nói. Lạ thật, sao lại không thấy cánh của La Hán vui mừng nhỉ? Liên hệ với nước Sử Nữ, cánh vốn dĩ là cánh thiên sứ bây giờ biến thành cánh diều hâu. Lẽ nào cánh của La Hán vui mừng cho cánh Sử Nữ dung hợp nên mới thay đổi thành hình dạng như vậy sao? Thế là Diệp Phàm nói một lần. Có lẽ là có liên quan đến phần trung ương khống chế quả trứng kia. Có thể quả trứng đó dựa vào sự hấp thụ nội khí của cao thủ tấn công mới có thể cử động được. Ông vừa mới đi và không phải cũng bị hút sao, sau này nhất định là nước Sử Nữ giúp ông rồi. Còn nó lại hút nội khí của cánh La Hán rồi hút vào cơ thể cho ông. Công lại dùng cái này để tấn công quả trứng ký, quả trứng đó xong đời. Người được lợi chính là ông, người đồng cũng xong đời luôn. Còn nước Sử Nữ và cánh La Hán vui mừng cùng dung hợp cho nên bây giờ ông mới có thể dùng nó được. Còn lại không đợi lát nữa phải đem A Cổ Lạp luyện đến 12 đẳng mới có thể dùng được. Lệ Vô Nhai phân tích cũng rất có lý. Lúc này bên ngoài có tiếng bước chân. Chúng ta đi thôi, chỗ này không có gì bí mật. Diệp Phàm nói, ba người lặng lẽ mất hút. 18 vị La Hán, ai muốn làm ở trong này? Có lẽ cũng không ít, hơn nữa kế sách quá tuyệt vời. Nếu cậu không bị hút vào phần trung tâm khống chế cánh Sử Nữ thì có lẽ ba chúng ta phải bỏ mạng trong này rồi. Người đồng này có thể để chúng ta tiên thiên đại viên mãn ở đây mãi mãi, lợi hại. Hồng ta nói, sợ mãi không thôi. Nếu chúng ta có thể làm được một cái thì tốt rồi, dùng để nghiên cứu hoặc phòng bị. Chưa biết chừng có thể tấn công lên người niệm khí được. Nếu có thể mở rộng phạm vi phòng thủ của người đồng. Ví dụ như, mang toàn bộ Hồng Diệp bao vây thì tác dụng sẽ rõ rệt. Gặp chuyện ở bên ngoài chúng ta căn bản là không cần phải lo lắng gì. Lệ Vô Nha nói, ý tưởng của ông rất hay, nếu như có thể mở rộng thêm được một bước nữa. Ví dụ như, đặt 18 vị La Hán này thành một vòng. Ví dụ như bao vây phần trung tâm. Sau khi tiến vào phải được người đồng cho phép, vậy thì phần tử đặc vụ ngoại quốc không thể vào được. Diệp Phàm cười nói, vẫn còn không bằng làm một cái phong giới cho thật tốt, đến cả chỗ ngồi cũng giấu hết đi. Vệ tinh của gián điệp tìm cũng không thấy thì càng hoàn mỹ hơn. Lệ Vô Nhai cười nói, chương 3670, thu nhận. Phong giới quá khó làm. Nếu phải làm một cái phong giới lớn thì cảnh giới thoát thần cũng không đủ. Ông nói xem, xã hội hiện đạo lấy đâu ra ngựa có thể luyện đến cảnh giới như vậy. Đến như chúng ta võ công cao thủ cũng chỉ sống đến bán niệm khí đã là rất ít rồi. Chính Diệp Phàm ngồi luyện công nhanh như bắn tên muốn đến thoát thần cũng khó. Có lẽ Diệp Phàm có thể đạt đến cảnh giới hồn ly cũng đã là khá lắm rồi. Ôi, thuật phong giới này rất tốt, chỉ tiếc là chúng ta chỉ dương mắt mà thèm thuồng được thôi. Hồng ta thở dài. Này, trận người đồng đúng là có cách có thể làm được. Chỉ có điều trận người đồng của Đỗ Đức Lý Thân Vương là ai làm? Nếu như có bản vẽ trong tay thì tốt rồi. Nhưng tôi vẫn cảm thấy kỳ lạ. Mọi người nhìn xem Phật thường kia là kiến trúc thời hiện đại, thời gian chắc chắn cũng không vượt quá 20 năm. Diệp Phàm nói. Đúng rồi, lẽ nào trận 18 vị La Hán là cao thủ hiện đại làm ra hay sao? Võ công của người này hẳn là rất cao, e rằng không chỉ là cảnh giới hồn ly đâu. Lệ Vô Nhai kinh ngạc ngẩn cả người ra. Chuyện này chắc chắn có vấn đề, còn có một khả năng nữa. Đó chính là trận người đồng của Thân Vương gia tồn tại đến mấy trăm năm. Sau này lúc ở trong phòng chân người đồng lại không động đậy. Chỉ có điều sao lại xây dựng trận người đồng như vậy. Nếu như là cao thủ hiện đại làm thì tôi thấy đó là điều không thể. Diệp Phàm nói. Cũng chưa chắc. Có thể là nhiều cao thủ ở cùng một thế hệ tương truyền cùng làm.
cũng không thể nói là anh ta có bao nhiêu cao thủ. Ví dụ như, trận người đồng kia mà cho tấn công từng người một thì cũng không được tốt lắm, nếu hóa giải mở ra từng La Hán thì hoàn toàn có thể phá được nó. Nhưng 18 vị La Hán này mà cùng kết hợp thì nguy rồi. Khả năng đánh của chúng so với ba người chúng ta còn mạnh hơn nhiều lắm. Điều này cũng chính là chỗ tuyệt diệu của cơ quan thuật. Đương nhiên, vị cao thủ chế tạo trận người đồng kia, võ công ít nhất cũng phải như chúng ta mới được. Lệ Vô Nhai nói, người hiện đại muốn làm tôi thấy chắc là không thể. Thiên Hạo Tử là cao thủ chấp tạo máy thời Tần. Lúc ông ta có hồn khí, lúc đó tôi còn bảo rằng nhiều nhất ông ta cũng chỉ làm ra cái máy nội khí. Đây vẫn phải là cả quốc gia dốc lực thì mới làm được. Mặc dù Đỗ Đức Lý Thân Vương lại giàu có thì có thể so sánh được với nước chúng ta sao? Hơn nữa, điểm quan trọng là luyện vật của trận người đồng kia chính là một cửa ải không thể qua được. Vậy thì phải nội khí của cao thủ thì mới có thể vào luyện vật kia được. Diệp Phàm nói, dù nói thế nào thì có lẽ hôm nay với võ công của Diều Hâu mấy ngày sau mới có người tìm thấy nhà Lạp Lạc Đế. Chắc chắn là Đỗ Đức Lý Thân Vương muốn tìm ông. Đến lúc đó chúng ta lại nói bóng nói gió một chút về trận 18 vị La Hán. Chưa chắc Thân Vương ra sẽ cho chúng ta vui mừng. Lệ Vô Nhai nói, ba người cùng với Lam Tồn Quân, Bao Nghị sau khi gặp nhau đã đi thẳng đến núi Diệp Lâm. Cha, con muốn giáng tội gia tộc Phu Lạp Lạc Đế. Thải Nạp ở Trúc Quang hầm hừ nói, sự cố ngắt điện khiến cả nhà Đỗ Đức Lý Thân Vương đều buồn nhỏ. Họ ngồi nói chuyện tào lao với nhau. Vì sao? Đỗ Đức Lý Thân Vương vẻ mặt tươi cười nhìn con gái yêu quý. Vì gia tộc Lạp Lạc Đế khinh thường con. Thải Nạp nói, hả, bọn họ coi thường con thế nào? Thân Vương cười nói, cái người Diệp Đại Sư kia không phải là bảo vệ của gia tộc Lạp Lạc Đế sao? Bảo vệ của bọn họ coi thường con. Cha xem, rõ ràng, rõ ràng. Thải Nạp đỏ mặt không nói lên lời. Rõ ràng là con thua phải hôn hắn một cái. Tên tiểu tử kia rõ ràng là không biết thương hoa tiếc ngọc phải không? Đỗ Đức Lý Thân Vương cười nói. Vâng, hơn nữa, họ Diệp kia thật đáng ghét, hắn cố tình quay lại trước mặt con, đây rõ ràng là làm nhục con. Gia tộc Đỗ Đức Lý chúng ta cao quý mà thần thánh. Đâu đến lượt Thân Vương ra đến làm nhục chúng ta. Còn nữa, họ Diệp kia chỉ là một bảo vệ mà dám làm như thế, con thấy hắn cơ bản là to gan lớn mật. Nếu không giáng tội thì gia tộc Đỗ Đức Lý chúng ta đâu chịu nổi. Thải Nạp còn như đang nói chuyện phiếm. Đúng vậy, ta cũng thấy tên bảo vệ họ Diệp kia quá kiêu ngạo. Căn bản là không coi gia tộc Đỗ Đức chúng ta ra gì. Giáng tội gia tộc Phu Lạp Lạc Đế là đáng lắm. Hơn nữa còn phải yêu cầu họ giao họ Diệp kia ra đây để chúng ta trừng phạt. Chỉ có giết chế hắn mới khiến cho các gia tộc khác sợ chúng ta. Nếu cứ để cho bọn họ bát nháo như thế thì gia tộc Đỗ Đức chúng ta đâu còn tồn tại nữa. Sau này còn có Thân Vương nào coi trọng chúng con cả của Đỗ Đức Lý Thân Vương Á Đông cũng tức giận nói. Giáng tội, huynh cho rằng chúng ta là quốc vương sao? Hơn nữa, sức mạnh của gia tộc Lạp Lạc Đế không phải là mọi người không biết. Hôm nay người ta mặt mày rạng rỡ, cao thủ một người lại một người. Nhà chúng ta đừng nói đến chuyện đi giáng tội bọn họ mà phải là đi mượn sức bọn họ mới đúng. Huynh không thấy Hồng Toàn lợi hại như vậy mà còn bị Diều Hâu của người ta dẫm nát dưới chân sao? Còn thủ lĩnh đội thị vệ Hoàng Thất Bồng La Đế thì sao? Mặt mày anh ta xám đầy cho, để nghi rằng người như Bồng La Đế chính là họ Diệp kia. Ông ta còn có thể bay, loại cao thủ như vậy nhà chúng ta có sao? Người con thứ hai Hải Đương Tất Tỉnh. Nhị ca. Gan của huynh nhỏ quá, họ Diệp kia lợi hại lẽ nào lợi hại hơn cả đạn sao? 3040 người của chúng ta đi bắn diệt hắn. Loại người như vậy không dạy cho một bài học thì không được. Thải Nạp bất mãn nói. Chúng ta có súng chẳng lẽ nhà Lạp Lạc Đế không có súng chắc? Ví như súng mà ở trong tay tên họ Diệp kia, muội thử nghĩ xem đáng sợ biết bao. Chỉ sợ một mình hắn cũng có thể san phẳng gia tộc Đỗ Đức chúng ta. Ha ha, Hải Đương. Con nói không nghiêm trọng đến thế chứ. Không ngờ là Đỗ Đức Lý Thân Vương đột nhiên lại cười khoát tay. Lẽ nào con nói không phải sự thật sao? Hải Đương có vẻ không phục nói. Ha ha, con nói đúng là sự thật nhưng gia tộc Đỗ Đức Lý hiện tại đương nhiên cũng có lý do của hiện tại. Vẻ mặt của Đỗ Đức Lý Thân Vương cười thần bí nói. Đúng rồi, nhà cách đạt Lý Thân Vương không hay rồi. Bị Á Đông nói. Đó là bọn họ tự tìm. Bọn họ cũng muốn nhân cơ hội này diệt gia tộc Lạp Lạc Đế, nhưng không ngờ người ta có sức mạnh.
Từ nay về sau nước chúng ta không có gia tộc cách đạt lý nữa. Ôi, chuyện này. Thân vương nhíu mày, cũng có vẻ khổ sở. Chuyện này chúng ta có muốn giúp cũng không giúp được, quá nhiều người nhìn thấy. Nếu không chấp hành chúng ta sẽ mất đi sự tín nhiệm. Bởi vì chuyện này phụ thân là người làm chứng. Hải Đương nói, gia tộc cách đạt lý suy tàn, gia tộc Lạp Lạc Đế càng ngày càng thịnh vượng. Có lẽ phong hào của thân vương bọn họ có thể được tiếp tục kế thừa. Cho nên, chúng ta phải nhìn về phía trước, gia tộc Lạp Lạc Đế nổi lên chúng ta phải theo chân bọn họ mới đúng. Hơn nữa, nhà bọn họ nhiều cao thủ như vậy, nếu lấy được một người thì tốt. Đỗ Đức Lý nói, trực tiếp lệnh cho bọn họ mang đến là được, đội ngũ bảo vệ của nhà chúng ta sẽ được gia tăng. Bì Á Đông nói, nếu bọn họ không chịu thì sao? Hải Đương nói, hừ, không chịu chúng ta sẽ bảo một tiếng với bên quân đội. Bao vây gia tộc Lạp Lạc Đế, xem bọn họ còn dám thế nào. Thải Nạp hừ lạnh nói, chuyện này để nói sau. Vẻ mặt của Đỗ Đức Lý trở nên nghiêm túc. Quản gia, gọi người mang mấy thứ chúng ta đi lên Phật đường. Một lúc sau Đỗ Đức Lý dẫn theo người nhà đến Phật đường. Đồ cúng được bày lên. Đỗ Đức Lý dẫn theo người nhà vái 18 vị La Hán dáng người tiểu tụy. Đỗ Đức Lý còn lẩm bẩm trong miệng. Nhưng, đột nhiên ông ta ngây người ra. Ông ta lại lẩm bẩm một chút lại nhìn trận người đồng phát hiện không có động tĩnh gì cả. Thân vương nghi ngờ trận người đồng một lúc lâu, cuối cùng thử lại mấy lần chuyển cho người vẻ mặt như mất thứ gì đó rời khỏi Phật đường. Cha sao vậy? Nhìn tâm trạng của cha không được tốt, rốt cuộc là nguyên nhân gì vậy? Thải Nạp ân cần hỏi. Ôi, rốt cuộc là chuyện gì, lẽ nào là thời tiết thay đổi? Đỗ Đức Lý thở dài không muốn nói. Sáng sớm ngày hôm sau Lạp Lạc Đế mang theo cả nhà đến sơn trang núi Diệp Lâm. Làm tốt lắm. Lạp Lạc Đế và Diệp Phàm ôm nhau thân mật, có thể nói tình cảm của họ đang ở mức nào. Sảng khoái quá. Cách đạt lý xong đời rồi. Hôm nay chúng ta đã phải người đi thu dọn nhà và chỉnh lý nhất cả trang viên, công ty của bọn họ rồi. Chuẩn bị đi tiếp nhận thôi, nhưng anh rể những cái này đều là của anh. Lạp Mông cười nói. Ha ha, chúng tôi chỉ góp một chút sức lực thôi. Chúng ta là người nhà Hà cớ phải khách sáo thế. Diệp Phàm khiêm tốn nói. Tài sản công ty của nhà cách đạt lý không ít, có lẽ phải đến mười mấy triệu. Ý của tôi là tất cả đều là công lao của Diệp Phàm. Cho nên, tiền và trang viên chúng tôi không cần tất cả cho Diệp Phàm. Lạp Lạc Đế tươi cười nói. Không được, không được, tiền chúng tôi có thể nhận một chút, trang viên, công ty gì đó chúng tôi không cần đâu. Hay là cho Lạp Lạc Đế đi. Diệp Phàm khoát tay. Đây là kết quả quyết định của tập thể nhà Lạp Lạc Đế. Lần này hoàn toàn dựa vào cậu chúng tôi mới có thể báo thù cho gia tộc. Hơn nữa, Lạp Mông thu hoạch có lẽ không lâu nữa sẽ có người trong hoàng thất chiêu cậu ta tiến cung. Tôi rất vui, còn có cả Diều Hâu có thể làm một thủ lĩnh được. Đến lúc đó, gia tộc Lạp Lạc Đế chúng ta tràn đầy vinh quang. Chưa chắc quốc vương đã ca ngợi chúng ta. Hơn nữa, chắc hẳn Đỗ Đức Lý thân vương cũng nhìn thấy khả năng thực sự của nhà chúng tôi rồi. Từ nay về sau, bọn họ và chúng tôi sẽ liên kết chặt chẽ hơn. Cho nên, tiền bạc nên để cho các cậu. Lạp Lạc Đế chúng tôi đã có được danh lợi và địa vị. Đến cả phong hào của thân vương chúng tôi có lẽ từ nay về sau cũng có thể tiếp tục được kế thừa. Chúng tôi thỏa mãn rồi. Lạp Lạc Đế cười nói. Cha, cha giữ lại một chút đi. Thi Mạn cũng nói. Đừng nói nữa, đây là đại sự quyết định của gia tộc Lạp Lạc Đế gia chúng ta. Hơn nữa, nhà chúng ta cũng vẫn còn tiền, không thiếu. Lạp Lạc Đế bá đạo nói, cuối cùng Diệp Phàm đành phải tiếp nhận tài sản công ty của gia tộc cách đạt lý. Tập đoàn Mễ Đông cũng là may mắn, nghe nói sáng sớm hôm nay đã chọn được một cô gái xinh đẹp. Tiểu thư xinh đẹp của nhà cách đạt lý không thiếu, nghe nói cách đạt lý có 9 người con gái, cô nào cũng xinh đẹp như tiên của người Trung Quốc. Lạp Mông nói suýt nữa thì chảy cả nước miếng ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chuyện quan thuật, Diệp Phàm.